Thế bậc nhiều hạnh tinh văn thích tử, bậc thực hành pháp lưỡng thiện gia, bậc như ly hành tăng già, bậc chân chánh hành dưới tòa Thế Tôn, thành đạo quả buông đồi tam chung, đệ tử bậc ưng cung tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niệm, thánh chung vô thượng phước điền thế gian. Na ti mê sa ra nang an nhân sanh khô mê sa ra nang va răng ế thê na sang cha vát chê na ho tu mê cha ya mang ga lăng ut cha mang ghê na văn đê khăn sanh khăn cha lưu vi thọt ta mang sanh ghê yô kha li tô đồ sô sanh khô kha ma tu tăng ma văn tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô được an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thánh viên, gieo năm vóc tròn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tâm bảo đức lành từ dung. Ba mi ta na cô ba tha ya ta tha ga ta sa da sa pa ra mi yo da sa u pa pa ra mi yo da sa pa ra ma sa pa ra mi yo pa ng cha ma ha ba ri cha ge ti so cha ri ya pa chi ma pa we ga pa wa kan ting cha ting na pi ni ka ma nang ba tha na cha ri yang bo thi bang lang ke ma ra vi cha yang bạn như tánh nhã na ba ti quế thăng na wa lô cuột ta ra thầm mê ti sắc bê bi mê cuột ta gu nê a wa chi toa vê sa li ya ti su ba ca ram ta rê su ti ya ma ra tinh ba ri tăng ca rôn tô a ya sma a nan da thê lô vi ya ca rôn nhã chi tăng u ba ca bê cô ti sa ta sa ha se su chang ka wa le su re wa ta ya sa nang ba ti gan an ti yan ya we sa li yan bu re go ga ma ru sa ru pi kha sam phu tan ti vi thang pa yan ki pa man ta ra tha me si ba ri tan tan pa na ma he tung ya nang da với từ tâm vô lượng trì tụng kinh châu bao suốt tròn cả đêm dài, ba vòng thanh về xa đi niệm tất cả ân đức của Như Lai đại đức là mười ba la mật, mười thường ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại đi xa sanh trong kiếp cho gian trần xuân gia tầm giải toan khổ hành nghiệp đau màu chiến ăn đại ma phương đạt nhân thiên chủng tri chân chính pháp siêu phàm chư thiên khắp các cõi mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội kinh châu báo uy lực tiêu trừ mọi tai ương đói khát và bệnh tật cùng vi nhân quay nhiễu trong thành vệ xa ly thấy điều được tan biến chung đệ tử nhân tâm trì tụng kinh châu báo gia ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni qua gia ni qua an ta li khe sam ve qua phu ta su ma na pa wam tu a pho vi sa ca cha su nam su pha si tang ta mi phu ta ni sa me tha sa be me tang ca ro tha man si ya pa cha ya di wa cha ra to cha aran ti ye ba lin tasma hi ne ra kha tha am ba ma ta yang kin chi vi tang vi tha wa hu rang wa sang ge su wa yang ra ta nang ba ni
ti tăng na mô sa mang a ti ta tha ga te na i đam bi bu te ga ta nang ba di tăng nghệ te na sa che na su a chi ho tu kha yam vi ra gan ma tăng ba di tăng ya ra cha ga sang ya mu ni sa ma hi to na te na tham me na sa ma chi kin chi đam bi tham me ga ta nang ba di tăng nghệ te na sa che na su a chi ho tu yam bu ta se tho ba di wan na di su chin sa ma hi ma nang ta ri canh nha ma bu sa ma ti na te na sa mô na vi cha ti đăng bi tham mê ra ta năng ba di tăng nghệ tê na sa che na su a thi ho tu ye phun ca la a tha sa tăng ba sa tha cha ta hi ye ta ni yu ga ni hôn tu tê ga ki na hi ya su ga ta sa sa va ca e tê su din na ni ma ha pha la ni đăng bi sang kê ra ta năng ba di ê tê na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa ra ne na ni ca mi no go ta ma sa sa nang hi tê ba ti ba ta a ma tăng quy gây hà la ta mu cha ni pu thiên puôn cha ma na hi căn bi sang kê ra ta năng ba di tăng ê tê na sa che na su wa ti ho tu ya thin đa khi lo ba tha win si to si ya cha tu phi wa te phi a sam ba cam bi yo ta thu ba man sam bu ri sam wa da mi yo a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang ke ra ta năng ba di tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha wa yang ni gam vi ra banh nhê na su đê si ta ni kinh cha bi tê hôn tu vu sam ba ma ta na tê pha wang a tha ma ma di yang ti đăng bi sang ke ra ta năng ba di tăng che na su wa ti ho tu sa ha wa sa dan sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha wan tu sa ka ya di ti ki vi ki ti tang cha si la ba tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa di hi cha vi ba mu to cha cha pi tha na ni a pha bo ka tung đi đông bi sang kê ra ta năng ba đi tăng nghệ tê na sa chê na su wa thi ho tu kiến cha bi su cầm măng ca rô ti ba pa căng ca dê na wa cha dù đa chê ta sa wa a pháp bô sô ta sa ba ti cha đa dạ a pháp ba ta ni tha ba đa sa vô ta in bi sang kê ra ta năng ba đi tăng hệ tê na sắc chê na su wa thi ho tu wa na ba gum vê yat tha phu si tăng ghê nghiêm ha na ma sê ba ta ma min nghiêm hê ta phu ba măng tham ma va răng a đê sa yi nim pa na ga min ba ra măng hi ta ya hi đâm đi bu tê ra ta năng ba đi tăng hệ tê na sắc chê na su wa thi ho wa ro wa gan yo wa ra lo wa ra ha ro a lu ta ro tham ma wa rang a de sa yi đăng di bu thê ra ta năng ba di tăng e tê na sa che na su wa chi ho tu khi năng bu ra năng na văn a ti sam pa văn vi ra ta chi ta ya ti kê pa wa smin tê ki na bi cha a vi run hi chan da ni pa ti thi ra ya tha yam ba di po i đăng di sang khe ra ta năng ba di tăng e tê na sắc chê na su wa chi ho tu ya ni ta phu ta ni ta ma ni vô ma ni qua ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng ni qua ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa chi ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni vô ma ni qua
quả gia như quả an ta liệt kê ta a ca tăng đề quả ma du sa bồ chỉ tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni tha phu ta ni sa ma ca ta ni bồn ma ni quả gia như quả an ta liệt kê ta a ca tăng đề quả ma du sa bồ chỉ tăng sang khang na ma sa ma su wa ti ho tu chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tâm nơi đây mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại hôm đêm ngày hồi hướng bước lành đến chư tiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai tiền thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp phân tử tôi thượng ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chính pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu bao phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú Đức Phật hành ngợi khen không gì sao sắc được. Do vậy chính danh pháp là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đấng thiền thể được tri giả tam thanh cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, theo chân chánh phụng hành lời dạy đứng điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc trú quả tình tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vi như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà hoàng chứng tri ly thanh đế được đức Gotama khéo triết giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tăng. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chân tri đoạn trừ ba kiết sử thân kiến và hoại nghi, luôn cả giới căm thù thoát khỏi môn đọa xứ. Bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với
hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy xin Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bằng vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy xin Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chân niết bàn. Do vậy chính tâm chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo Như Chân. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung bậc Như Đức. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Di qua na ga ma ni ti ca bồn nhân lô an mô đan tu chi răng ra can tu sa sa năng ra can tu no ga ru ra can tu nha ta yo ra can tu ba ni no ra can tu no sa đa. Nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàn, hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ. Công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp, mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hưởng thái bình. Muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh, được hạnh phúc dài lâu, thiểu bình giúp khổ sầu. Ngày ngày vui tu tập, tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mê vun nhang a sa va ca gia hoa hăng hô tu a ta ga te ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Phật Thầy Giá. Đây là chương trình Phật pháp Phú Thá Thâm trên Bao Thóc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư công đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 7
năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình trong bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tùy theo giác ngẫm, bài 10 kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, phân đoạn 057 quán pháp và quán năm thủ quẩn sẽ do Đại đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng con trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Tha Giá. Kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thể đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức. Cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thực kinh lễ Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và kính thỉnh Thượng tọa Tề Siêu. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần pháp án niệm xứ. Bài học này sẽ nói đến cái sự quán niệm về năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn cũng là sắc thọ tưởng hành thức, và năm quẩn cũng là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà đừng gọi là thủ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, mà thủ do nghiệp thủ tạo thành. Còn nếu sắc thọ tưởng hành thức mà không có bị chấp thủ thì nó chỉ là năm thôi. Với lại khi mà chúng ta nói đến quán năm thủ quẩn thì chúng ta cũng biết là đây là nói theo đại loại quán mới được quán từng phần,
Học A Tỳ Đàm thì chúng ta cũng biết ở trong A Tỳ Đàm á, thì nó sắc quẩn thì nó là cái phạm trù vật chất riêng, nhưng mà thọ tưởng hình thức á, thì luôn luôn nó đồng sanh với nhau, đồng sanh đồng diệt đồng cảnh, không thể tách rời được trong một sắc na tâm. Cho nên mà nói đến quán sát căn thuộc quấn thì chúng ta phải biết là từng phần nói cái đại khái. Thí dụ như quán về sắc quấn, sắc thủ quấn, thọ thủ quấn, hoặc hành thủ quấn, hoặc tướng thủ quấn, hoặc thức thủ quấn. Chúng tôi nghĩ rằng bài học này cũng không có gì khó khăn để trình bày. Do đó chỉ dẫn nhập sơ lược như vậy rồi. Bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chân văn của bậc kinh, của cái đoạn kinh, và cũng xin nhắc vì MC là ngày nào chúng ta học đến phân đoạn nào. Ví dụ hôm nay phân đoạn 557 thì chúng ta chỉ đọc cái phần phân đoạn 0537 thôi, chứ chúng ta không có đọc từ đầu bài kinh như vậy tôi nghe dài cho đến đoạn này thì nó mất thời gian lắm. Bởi vì những bài trước thì chúng ta đã học rồi, những đoạn trước đó. Xin mời cô Thanh Thủy. Dạ, kính tri ân chúng con thành kính tri ân ngài tuệ sư đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc phần bài học. Đoạn 057, quán pháp, quán năm thủ quẩn. Kinh văn: lại nữa, này các tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn? Này các tỳ kheo suy tư, đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức tập, đây là thức diệt. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn. Ngữ và nghĩa: quẩn, khâm thá là khối, nhóm, bọn. Trong Hán Tạng có khi dịch là ấm. Ngũ quẩn là năm nhóm cấu thành sự hiện hữu của chúng sanh: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Năm thủ quẩn cũng là năm quẩn với hai ý nghĩa xa hơn. A là pháp tạo thành do chấp thủ, upadana. B là đối tượng của chấp thủ. Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân được tạo thành do chấp thủ sắc, thinh, hương, vị, vân vân, là thí dụ của pháp tạo thành do thủ.
Năm uẩn là đối tượng của chấp thủ. Đây là của ta, đây là ta, đây là của ta, là thí dụ cho ý nghĩa đối tượng của chấp thủ. Những điểm cần nhớ. Năm thủ uẩn, tức ngũ uẩn đi với ý nghĩa tạo thành do chấp thủ và đối tượng của chấp thủ. A. Sắc uẩn là thành phần vật chất của chúng sanh tạo nên bởi tứ đại. B. Thọ uẩn là cảnh giác lạc, bất khổ bất lạc. Thọ uẩn thường tạo nên phản ứng bản năng về hạnh phúc hay đau khổ, may mắn hay xui xẻo, vân vân. C. Tưởng uẩn là thành phần kinh nghiệm bao gồm hai khía cạnh nhận thức và hồi ức. Sự hấp thụ về văn hóa, giáo dục, vốn liếng sống của mỗi cá nhân đều nằm trong tưởng uẩn. D. Hạnh uẩn là thành phần bao gồm cả ba phương diện: phản ứng, xử lý và tạo tác của tâm. E. Thức uẩn là thành phần nhận thức của giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, trị giác, vân vân. Sắc uẩn thuộc về thân. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thuộc về tâm, nên còn được gọi là bốn danh uẩn. Sự hiện hữu của chúng sanh là sự tồn tại của các uẩn thường đi với chấp thủ. Đây là của ta, là tự ngã của ta. Nên cẩn thận. Hành giả cần được giải thích rõ thế nào là năm uẩn và uẩn sát theo cách nhìn đại loại hơn là vĩ mô. Trên phương diện vĩ mô thì thọ, tưởng, hành, thức luôn đi chung một cách bất khả ly. A. Nhìn hiện tướng theo tính cách tách biệt. Đang hành thiền nhớ nghĩ đến ai đó là tưởng uẩn. Nhận thức một mùi hương thoang thoảng thuộc về thức uẩn. Thái độ bực bội khi nghe âm thanh nào đó thuộc về hành uẩn, vân vân. B. Khi nhận sự sanh diệt của từng sự việc. Khi nãy chưa có, bây giờ có là sanh. Đang có rồi biến mất là diệt. Sanh diệt là tướng được nắm bắt bởi chánh niệm. Khi chánh niệm thuần thục thì thấy tất cả lòng sanh diệt liên tục. C. Tư sự chánh niệm riêng lẻ, từng hiện tượng dần già. Hành giả sẽ giảm thiểu được ba căn bệnh trầm kha. Với độ cay nắng, cảm giác bất lạc sanh khởi, thì cả cuộc sống buồn, cả thế giới buồn. Dán nhãn cá nhân đụng chạm tới cảm giác của tôi là xúc phạm con người tôi, khéo như nước mắt khóc người đời xưa. Khi cuộc sống là dòng sanh diệt liên tục, thì sự bám víu vào cái đã qua thật sự vô nghĩa. Cũng như nhiều pháp quán khác trong tứ niệm xứ, hành giả cần vốn liếng hiểu biết rõ về năm uẩn. Thời gian sẽ thường có khuynh hướng tìm kiếm, nhưng theo thời gian sẽ nhường lại cho sự nhận dạng vì năm uẩn luôn hiện hữu. Không nên tự tạo áp lực hay bối rối trước các hiện tướng. Kiên trì quan sát lâu ngày thì phân biệt năm uẩn sẽ rõ ràng, sự sanh diệt sẽ được ghi nhận bén nhạy và giảm thiểu cách vui buồn mà nhường chỗ cho thái độ khách quan bình thản. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tùy theo giác đảm. Chúng con thành kính, con đã đọc xong phần chánh văn. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá, kính thỉnh đại đức pháp tính. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đại Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần dẫn nhập và phần đọc chánh văn, thì hôm nay chúng ta đã biết là mình học về quán ngũ uẩn. Vậy thì trước tiên chúng ta muốn tu tập cái pháp môn này, hoặc là chúng ta muốn tu tập về cái đề mục này, thì đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ, có nghĩa là giống như mà ở trong những cái từ ngữ thời nay mà mình gọi là giống như là mình xác định hay là mình định vị đó. Vậy thì ở trong cái tiêu đề của chúng ta học chúng ta quán là ngũ uẩn. Vậy thì ngũ uẩn có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy thì tại sao mà ở đây dùng cái chữ uẩn quý vị? Tại sao mà dùng cái chữ uẩn? Tại vì uẩn ở đây có nghĩa là ở trong Phạn ngữ đọc là khanh thác, có nghĩa là một khối, một nhóm, một bọn. Một khối, một nhóm, một bọn, nói chung là nó có những cái tổng hợp pháp ở trong đó nó sanh lên, thành ra đó chúng ta gọi nó là uẩn, gọi nó là uẩn. Vậy thì thí dụ như là ở trong cái phần sắc uẩn thì nó có cái gì ở trong đó? Nó có cái gì ở trong đó? Sắc uẩn ru bát anh thá đó có nghĩa là cái nhóm vật chất, cái nhóm vật chất mà chúng ta nên nhớ rằng cái sắc uẩn, cái nhóm vật chất này đó là nó phải chịu cái sự mà biến đổi, cái sự thay đổi, nó ảnh hưởng do thời tiết, do tâm, rồi do vật thực, vân vân, nó phải chịu cái sự biến đổi đó. Thành ra đó nó được xếp vào một cái nhóm gọi là uẩn, hay là chúng ta gọi là sắc uẩn đó. Trước tiên cái tiêu đề mà chúng ta quán bất cứ một cái pháp gì chúng ta tu tập, chúng ta quán, thì trước tiên chúng ta phải biết được cái sắc uẩn. Thậm chí là chúng ta còn biết được là thí dụ như là nó sanh khởi nhưng như thế nào, thì cái điều đó là để từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ trước tiên cái điều mà cần thiết là chúng ta cần phải có cái sự mà xác định. Vậy thì ngũ uẩn là năm uẩn, đầu tiên được nói đến là sắc uẩn. Sắc uẩn có nghĩa là những cái nhóm vật chất nó thuộc về sắc pháp, chẳng hạn như là đất nước lửa gió, sắc thần kinh, sắc thủy vật, vân vân, là những cái sắc đó nó được gom vào ở trong một nhóm gọi là sắc uẩn. Rồi cái nhóm thứ hai đó gọi là thọ uẩn, quê đó na thanh pháp, có nghĩa là những cái cảm giác, những cái cảm thọ mà nó sanh khởi ở trong cái đời sống của chúng ta. Thí dụ như là có những lúc chúng ta có cái cảm giác như là hạnh phúc, có những lúc chúng ta có những cái cảm giác như là nó hưng phấn, hoặc là có những lúc chúng ta buồn, chúng ta buồn một cái gì đó. Thì thật sự ra khi mà mình cho là mình đang buồn hay là mình đang vui, nhưng mà đối với cái ánh mắt của thiền quán, trí tuệ của thiền quán, thì người ta nhìn, người ta biết đó là do cái cảm thọ, nó thuộc về thọ uẩn, nó biết được những cái trạng thái đó. Vậy thì đối với sắc uẩn là những cái sắc pháp, còn đối với thọ uẩn là sở hữu thọ, hoặc là tâm sở thọ, nó nằm ở trong một trong 52 tâm sở đó. Rồi cái thứ ba là tưởng uẩn, sanh nha khanh thác, có nghĩa là cái nhóm mà nó có một cái ký ức, hoặc là nó có một cái sự mà biết đến cái đối tượng,
Thì cái thành phần này đó, quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái đời sống của chúng ta đó, là ở trong cái đời sống của chúng ta đó, là những cái lúc mà thí dụ như chúng ta nhìn, chúng ta gặp lại, là chúng ta biết đó là cái người quen, hoặc là chúng ta nhìn là chúng ta biết được cái đó là cái màu xanh hoặc là màu xám hoặc là màu trắng gì đó vân vân, thì là do đâu? Là do tưởng quẩn, là do tưởng quẩn, là nó có cái chức năng là nó biết được, là nó cái à, cái điều mà nó rồi à, vậy thì tưởng quẩn này đó là nếu mà nói ở trong là chi pháp đó, nó là chính là sở tưởng, mà nó cũng nằm ở trong một trong 52 tâm sở. Rồi kế tiếp đó, là hành quẩn sankharat hành thác, có nghĩa là cái nhóm mà danh pháp để mà nó cấu tạo những cái tính chất của tâm, thì ở trong đó nó có tốt có xấu. Mà chẳng hạn như hàng ngày chúng ta có những cái làm những cái chuyện gì đó, chúng ta có những cái hành động thí dụ như là đảnh lễ hoặc là cung kính, hoặc là chúng ta có những cái hành vi nó thô lỗ, nó bất thiện vân vân, thì là do hành quẩn nó điều xử. Thành ra đó là đối với hành quẩn này á, là nó thuộc về 50 tâm sở, trừ ra sở hữu thọ và sở hữu tưởng đó, thì cái nguyên cái nhóm này được gọi là hành quẩn. Còn nói về thức quẩn, thức quẩn là như thế nào, là có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta lúc mà chúng ta nhìn cái chúng ta nhìn thấy một cái vật gì đó, hoặc là chúng ta nghe được một cái âm thanh gì đó, thì khi mà chúng ta nhìn thấy thì nó là nhãn thức, khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh gì đó nó là nhĩ thức. Vậy thì gom chung lại ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta biết cái này biết cái kia, nghe âm thanh này hoặc là thấy hoặc là ngửi mùi vân vân, thì nguyên cái nhóm này nó được gom chung lại là thức quẩn. Mà ở trong kinh nói là 89 tâm hoặc là 121 tâm. Thì như lúc đầu á, chúng tôi nói đối với cái đời sống tu tập, mình nói mình tu thiền quán, mà mình tu về mình quán về ngũ quẩn, thì cái điều mà đầu tiên á, điều mà sơ cơ nhất là ít nhất là chúng ta cũng biết được cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn. Có nghĩa là chúng ta không có bị lầm lẫn. Chứ nhiều khi á, mình nói mình tu tập thiền quán, mà người ta hỏi mình tu tập thiền quán á, vậy thì cái tiêu đề đó, cái pháp quán của mình với cái đề mục gì, mình quán với cái đề mục gì, thì mình nói nó không có rõ, không có xác định được, thì như vậy á, thì không thể nào mà chúng ta quán được. Thành ra đó, cái điều đầu tiên á, là chúng ta thấy rằng là mình biết được những cái trạng thái, thí dụ như mình đang ngồi mình tu tập, hay là mình đang đi kinh hành, mà những cái cảm thọ mà nó sanh lên, chúng ta biết được là do cái gì, do cái gì mà nó nhận lãnh cái trạng thái này, do đâu mà nó có cái trạng thái này, mà cái gì, ai là người thọ nhận, thì lúc đó đó chúng ta, nếu mà chúng ta tu tập về thiền quán, thì chúng ta biết rằng là cái cảm thọ mà hạnh phúc hay là đau khổ thì thật sự ra mình cho nó là như vậy, nhưng mà thật sự ra nó không phải là mình cảm thọ cái đó, nhưng mà đây là thọ quẩn, nó có cái chức năng để mà nó nhận lãnh cái sự vui hay là cái sự buồn đó. Thì cái người mà tu tập, khi mà chúng ta đang ở trong cái tư thế nào, hoặc là chúng ta đang ngồi tu tập như thế nào, mà chúng ta có cái sự ghi nhận, chúng ta có biết được cái điều đó, là gọi là chúng ta đang tu tập, mà chúng ta quán, chúng ta biết được cái ngũ quẩn. Cái ngũ quẩn ở đây đó, thì kế tiếp nữa đó, thì chúng ta thấy rằng là cái ngũ quẩn này ở đâu quý vị, ở đâu mà nó có, nó do những cái tập thở, nó do những cái pháp nào mà nó cấu tạo thành. Thì nếu mà mình mà biết được những cái điều đó đó, thì mình tu tập
mình mới, cái tâm của chúng ta đó nó không có cái sự chấp thủ. Còn nếu mà chúng ta mà không có biết về những cái điều này, chúng ta không có biết về những cái điều này á, thì thường thường ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta sinh hoạt hoặc là khi mà chúng ta tu tập á, thì thường thường á, quý vị thấy rằng á, chúng ta sẽ rơi vào cái pháp chấp thủ. Mình rơi vào cái pháp chấp thủ. Ngũ uẩn là chúng tôi đã giải thích vừa rồi. Còn đối với ngũ thủ uẩn là như thế nào? Có nghĩa là cái người đó, người ta sẽ chấp thủ do những cái phiền não, thí dụ như là do vô minh, có nghĩa là mình không biết về ngũ uẩn, rồi do vô minh nó sanh khởi, rồi tà kiến, rồi tham ái nó sanh khởi. Thành ra đó, những cái phiền não này á, nó sẽ dần dần nó dẫn đến mình chấp thủ sắc quẩn là của mình, hoặc là thọ quẩn của mình, hoặc là nó chấp thủ những cái đối tượng đó. Quý vị thấy rằng á, thí dụ như ở trong đời sống của chúng ta đó, có nhiều lúc á, chúng ta cho rằng là cái thân này là của mình, hoặc là cái thân này mình có được cái thân hình nó đẹp đẽ, hoặc là có cái thân hình nó tráng kiện, vân vân. Thì từ cái điều đó đó, từ cái những cái suy nghĩ đó đó, nó sẽ cho mình sanh khởi những cái pháp, chẳng hạn như là sanh khởi cái tà kiến, sanh khởi những cái tham ái. Hãy mà nếu mà mình hiểu được cái sự mà sinh hoạt của mình, hoặc là cái thân của mình ở đây á, nó được cấu tạo cái mà được mà kêu là cái con người đó, thì ở trong đó nó gồm có danh pháp và sắc pháp. Mà hãy mà danh pháp á, thì mình phân tích ra đó, nó là thọ tưởng hành thức. Mà hãy mà sắc pháp á, thì nó về sắc quẩn. Thì nếu mà ở trong tâm tư một cái vị hành giả hoặc là một cái con người á, mà tu tập đó, thì luôn luôn mình có cái tâm lý, mình có tâm lý rằng là mình biết rằng là cái mà được gọi là con người thì ở trong đó nó gồm có ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tình quẩn, thức quẩn. Đó thì mình bớt đi bớt đi cái sự mà tà kiến. Đó, thí dụ như bây giờ á, chúng ta thấy rằng có những người người ta liên ái với cái thân của chính bản thân họ, hoặc là có những người người ta sẽ liên ái với những cái thân mà khác, có nghĩa là ngoại thân đó, nội thân và ngoại thân. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp tín nữ Visakha, tín nữ Visakha khi mà cái người cháu của bà mất qua đời, bà khóc, bà buồn bã. Nhưng mà quý vị biết rằng là đối với bà đó, là con cháu của bà đó, nguyên cái gia đình của bà là cũng 120 người, 120 mấy người đó, mà bà mất đi một cái người cháu mà bà khóc với một cái vẻ mà nó u sầu, nó não nề. Khi mà bà đi đến mà gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật đã thuyết pháp cho bà nghe. Nếu mà những người mà ở trong thành này đều là con cháu của bà, quyến thuộc của bà chịu không? Rồi bà Visakha bạch Đức Thế Tôn, ngài chịu. Vậy thì ở trong cái thành này đó, một ngày có bao nhiêu người mất, một ngày có bao nhiêu người chết? Thì lúc đó bà nghe, bà mới biết rằng là không lẽ một ngày có bao nhiêu người đó mất, rồi mình cũng phải khóc cho bao nhiêu người đó. Đó thì chính cái lúc đó bà đã ngộ ra được cái chuyện đó, nên bà bớt đi cái sự u sầu. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái nội thân của mình cũng có cái sự chấp thủ, rồi ngoại thân của mình cũng có cái sự chấp thủ. Ví dụ như ở trong đời sống của chúng ta đó, những người nào mà người ta có con cái thì người ta chấp thủ vào con cái người ta. Rồi có những người nào người ta thân với người mẹ, người ta chấp thủ với người mẹ, thân với cha thì người ta sẽ chấp thủ với người cha. Đó, thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là coi như là đối với mình không phân biệt được cái xác thân này nó thuộc về cái ngũ uẩn.
thì mình lúc đó mình sẽ cho rằng là mình và người thân của mình vân vân. Thì chính cái sự mà mình nghĩ như vậy đó, thành ra đó mới cho mình bị dính mắc ở trong cái sự dính mắc đó, nó mới sanh khởi những cái pháp tà kiến, những cái pháp tham ái, những cái pháp ngã mạn. Thì chính những cái pháp này á, là nó sẽ làm trở thành cái dị vị, nó sẽ trở thành chấp thủ. Mới đầu thì chỉ có gọi là ngủ thôi. Khi mà chúng ta để cho những cái pháp thí dụ như là tà kiến, tham ái hoặc là ngã mạn nó sanh khởi, thì lúc đó dần dần nó sẽ trở thành chấp thủ. Tuy rằng mình chỉ mới có tham ái thôi, mình mới có tham ái thôi, thì người ta nghĩ rằng, người ta hỏi rằng tôi chỉ có thương con cái hoặc là thương cha thương mẹ, thì nói làm sao mà nói tôi có cái sự mà chấp thủ. Thì quý vị thấy rằng cái sự thương đó đó, một ngày một chút, dần dần nó lớn lên một chút, thì chúng ta nhớ rằng là đối với tham ái, ái mà nó tăng trưởng thì nó sẽ trở thành thủ. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta không có biết, chúng ta không có phân biệt được cái này nó là thuộc về sắc quẩn, cái này nó thuộc về thọ quẩn, cái này nó thuộc về hành quẩn hoặc là tưởng quẩn, thức quẩn, thì chúng ta sẽ bắt nó theo cái tục đế. Thì khi mà chúng ta có cái tâm mà chúng ta hướng đến cái sự con người hay là cái thân này của mình, thì từ từ nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ, từ từ nó trở thành cái sự chấp. Vậy thì khi mà một vị hành giả đó mà chúng ta tu tập, mà chúng ta đã xác định được, chúng ta đã hiểu được đối với cái thân này, cái mà được gọi là con người, thì ở trong đó nó gồm có ngũ quẩn. Mà khi mà ngũ quẩn này nó được cái sự mà hiệp trợ của tham ái, thì dần dần nó sẽ trở thành cái ngũ thủ quẩn, có nghĩa là cái sự mà chấp thủ về cái ngũ quẩn này. Thành ra đó, nên một cái vị mà hành giả mình cần phải có cái nhìn nó theo cái mà thường thường chúng ta gọi là theo cái trí tuệ của thiền quán đó, có nghĩa là chúng ta nhìn cái hiện tướng theo cái tính cách của nó. Thí dụ như là khi mà chúng ta đang tu tập, chúng ta đang hành thiền, thì chúng ta nghĩ nhớ đến một cái điều gì đó, chúng ta nghĩ nhớ đến một cái điều gì đó, thì lúc đó chúng ta chỉ có nhìn thấy nó là tưởng quẩn thôi. Hoặc là lúc đó chúng ta nhận thức một cái, chúng ta đang ngồi, chúng ta hành thiền, mà chúng ta nhận thấy một cái, thí dụ như mũi, chúng ta ngửi một cái mùi gì đó, thì chúng ta biết rằng là đó là thức, cái chức năng, cái nhiệm của thức quẩn. Hoặc là chúng ta thấy cái thái độ của chúng ta, thí dụ như quý vị đang ngồi, quý vị nghe pháp, có những cái câu nó làm cho mình bực bội, thì mình chỉ ghi nhận đó là do hành quẩn, do hành quẩn nó vận hành như vậy. Thì cái sự mà ghi nhận từng sự việc, từng sự việc, mới đầu chúng ta thấy rằng mình tu tập tại sao mà cái pháp môn gì mà gọi là nó tuyệt mật hoặc là nó mật chú, mà chúng ta chỉ ngồi chúng ta ghi nhận, chúng ta chỉ ngồi chúng ta ghi nhận vậy, thì hỏi tại sao mà tu tập mà phải ngồi ghi nhận vậy. Thì chúng ta ghi nhận từ từ như vậy để chi vị, để cho chúng ta biết được, chúng ta biết được là toàn bộ của cái sự vận hành của các pháp đối với mà chúng ta đang nghe, chúng ta đang ngửi, hoặc là chúng ta đang thấy, nó chỉ là thức quẩn, hoặc là những cái sự suy nghĩ của chúng ta, hoặc là đối với những nó sanh lên, thì những cái điều này là nó là cái sự vận hành của các pháp thôi. Đó, hoặc là nhiều khi quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta nhớ lại
À, chúng ta nhớ lại, hoặc là do, hoặc là đối với những người mà người ta có tu tu tập mà người ta chứng đắc được túc mạng thông, mà người ta nhớ được những cái đời sống quá khứ của người ta luôn, thì lúc đó Đức Phật cũng dạy cái gì quý vị? Đó là những cái sắc quẩn, những cái sắc quẩn, mà những cái sắc quẩn đó nó dù ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, hạ liệt, cao thượng, xa gần gì vân vân, những cái đó nó cũng đều nằm ở trong cái sự vô thường, khổ vô ngã đó. Thì ở đây chúng tôi trở lại với ngay cái chỗ mà chúng tôi đang nói, thì có những cái pháp môn á, người ta tu tập, ví dụ như người ta nói là mật chú, hoặc là tu tập cái này, cái điều này nó là tuyệt mật, vân vân. Nhưng mà tại sao ở trong cái pháp môn thiền quán mà chúng ta cứ ngồi chúng ta niệm, chúng ta ngồi chúng ta cứ ghi nhận, cái sự biết đó nó thuộc về tưởng quẩn, cái sự biết đó nó thuộc về sắc quẩn, thì tại sao mà mình phải ngồi mình ghi nhận vậy vì? Mình ghi nhận như vậy đó để chi? Để những cái phiền não nó không có sanh khởi. Nó thứ nhất á, là cái sự hiểu sai của mình nó không có sanh khởi. Mình biết được cái trạng thái mình đau khổ hay là hạnh phúc là do cái sự vận hành của thọ quẩn, thì mình biết đúng cái điều đó đó, tà kiến của mình á, dần dần nó rơi rụng. Mà hãy mà những cái pháp nào nó sanh lên, những cái trạng thái nào nó sanh lên, thì chúng ta đều ghi nhận đó là sắc quẩn hay là đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, vân vân. Thì hỏi làm sao mà mình có cái mà dính mắc, mình có tham ái ở trong đó quý vị? Thí dụ như bây giờ mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy rằng một cái vị tỷ kheo khi mà đang đi trên đường trở về cốc đó, cốc liêu đó, một người phụ nữ đi ngang qua nhìn ngài và cười mỉm với ngài, thì lúc đó ngài chỉ nhìn thấy những cái chiếc răng của cái người phụ nữ đó thôi, rồi ngài quán đó là cái tính chất của cái sự cứng mềm nó thuộc về đất nước, thuộc về đất đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói những cái điều đó để chi? Để khi mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập, chúng ta ghi nhận hành quẩn hoặc thức quẩn đó, thì không thể nào mà mình tham ái với sắc quẩn, không thể nào mà mình tham ái với hành quẩn, không thể nào mà mình tham ái với thức quẩn đó. Thì chính như vậy đó, thì cái chánh niệm của chúng ta dần dần nó sinh khởi, dần dần nó sẽ sinh khởi. Còn nếu mà mình ghi nhận nó thuộc về tục đế, mình ghi nhận về những cái pháp chế định đó, thì mình cho rằng là đẹp hay là xấu, hay là vừa lòng hay là không vừa lòng, thì lúc đó phiền não nó sẽ sanh khởi, nó làm cho chúng ta không có tập trung được, chúng ta không có tập trung được nó không có phát sanh được. Thì nếu mà chánh niệm nó không có phát sanh được thì những cái phiền não dần dần nó sẽ khởi thôi. Thì khi mà chúng ta biết được ngũ quẩn là gì, rồi như thế nào mà gọi là chấp thủ vào ngũ quẩn đó, là do cái tà kiến, do cái tham ái, do cái ngã mạn, những cái pháp này nó sẽ cấu tạo, nó chấp, nó cấu tạo, thì lúc đó nó sẽ có cái sự chấp thủ ở trong cái thân này, thành ra lúc đó nó gọi là ngũ quẩn, ngũ thủ quẩn. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết được cái sự định nghĩa rồi, thì chúng ta ngồi chúng ta tu tập với cái đề mục như vậy, rồi những tắc nào mà nó sanh lên cũng như vừa rồi mà chúng tôi nói, có khi mình nhớ lại những cái chuyện ở trong quá khứ thì mình cũng ghi nhận đó là cái trạng thái hoặc là cái chức năng của tưởng quẩn vân vân. Thì khi mà chúng ta tu tập được như vậy rồi đó, thì kế tiếp là chúng ta sẽ, cái chánh niệm của chúng ta đó dần dần nó sẽ sanh lên, rồi cùng theo đó đó cái sự hiểu biết của chúng ta nó sẽ sanh lên. Ví dụ như cái sự hiểu biết đó đó là mình, khi mà mình tu tập mình quán về cái sắc quẩn, thì mình sẽ biết được cái sắc quẩn này là do đâu nó có,
mà cái sát quẩn này nó do đâu nó có quý vị? Cái sát quẩn này á, là do vô minh ở trong quá khứ, rồi do cái sự tham ái, rồi do nghiệp, rồi do vật thực, rồi do cái tướng của nó nó hình thành, cái tướng nó hình thành cái sắc quẩn mà mình đang mang bây giờ đó. Thì có người á, người ta nói là tại sao mà nói người ta đang tu tập mà nói là vô minh, vô minh hiện tại hoặc là vô minh quá khứ. Thật sự ra đó, cái vô minh đó, đó là nó thuộc về mà cái điều mà đáng hiểu biết mà mình không hiểu biết thôi. Đó, chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà nói về tiền thân của tín nữ Visakha. Thì tại sao mà người ta đạt đến cái địa vị là tín nữ Visakha quý vị? Ở trong quá khứ bà ta cũng là một người con gái, rồi khi mà đi đến diện kiến Đức Phật, diện kiến Đức Phật ở trong quá khứ, rồi bà nghe Đức Phật đã tán dương cái người phụ nữ ngồi phía trước kia là một cái tín nữ đệ nhất về niềm tin, đệ nhất về bố thí. Thành ra bà nghe thấy như vậy đó, bà hoan hỷ, bà hoan hỷ. Thì bà mới, sau khi bà cúng dường á, bà mới phát nguyện, ở trong tương lai bà trở thành một cái vị mà tín nữ đệ nhất về niềm tin, đệ nhất về bố thí trong hàng tín nữ đó. Thì ở trong cái sự giải thích của các vị trưởng lão á, các vị mới nói rằng á, là khi mà Đức Phật, tuy rằng Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật chỉ như vậy, nhưng mà những vị tỳ kheo ngồi ở trong đó nghe như vậy, nhưng mà đối với cái trí tuệ của các vị tỳ kheo mới thấy đó là cái ngũ uẩn đang ngồi trước, danh pháp và sắc pháp đang hiện khởi ở phía trước. Đó là người ta thấy bằng cái thực tánh, thấy bằng trí tuệ. Còn đối với người con gái này thì người ta thấy rằng là đó là một cái tín nữ giàu niềm tin, được tán dương là giàu niềm tin. Thì ở trong một người, người ta thấy đó là ngũ uẩn, đó là danh pháp và sắc pháp. Còn cái người con gái này thấy cái người đó là đệ nhất về tín nữ, đệ nhất về niềm tin, tín nữ có niềm tin vân vân. Thì vô minh cái chỗ này nè, vô minh cái chỗ mà người ta thấy là ngũ uẩn và danh pháp sắc pháp, còn mình là mình thấy theo cái thói thường ở trong đời đó. Thành ra đó, chúng tôi muốn giải thích cái điều này á, để cho chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta nghe nói đến vô minh có nghĩa là cái sự không hiểu biết, chứ không phải là người ta chửi mình gì hết, không phải là người ta la mình, la rầy mình một cái cách mà giống như là một cái sự mà chửi mắng đó. Thì cái đối với cái ngũ uẩn này đó, mà nó có được cái ngũ uẩn mà ngày hôm nay chúng ta có được là nó do đâu quý vị? Do vô minh trong quá khứ, rồi do ái. Ái có nghĩa là như thế nào? Cũng trở lại với cái trường hợp của một cái người tín nữ đó. Đó, thì khi mà nghe Đức Phật tán dương cái người phụ nữ đó như vậy đó, thì coi như là mình thích quý vị, mình thích, bà ta thích, bà ta mới phát nguyện đời sau, phát nguyện đời sau, một đời sống nào đó mình phải trở thành trong hàng tín nữ, mình là đệ nhất niềm tin. Đó, thì cái sự thích đó nó mới gọi là ái tham. Cái sự thích đó mới gọi là ái tham. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng mình có mặt ở trong cái cuộc sống này là do đâu? Do vô minh, do tham ái. Rồi khi mà mình đã thích cái địa vị đó rồi đó, thì mình phải có cái gì quý vị? Mình phải có những cái hành động nó thuộc về thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp gì đó, trong cái trường hợp mà mình phát nguyện mà trở thành một cái vị như vậy, thì mình phải tạo những cái thiện nghiệp. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng là do vô minh, rồi do ái, rồi do nghiệp, rồi cái sự ham thích đó nó được lặp lại, lặp đi lặp lại ở trong nhiều lần. Khi mà mình tạo những cái nghiệp thiện, nghiệp gì đó, đó nó được lặp đi lặp lại, thành ra mình mới nói rằng là do vô minh, do ái, do thủ, do nghiệp, đó, những cái nhân này nó làm cho cái người đó phát sanh cái ngũ uẩn ở trong cái đời sống sau
Đó là chúng ta nói về những cái nhân mà nó tóm tắt đó. Còn nếu mà khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thí dụ như là chúng ta quán về cái sắc quẩn, cái sắc quẩn này nó ở đâu, nó có do cái sắc quẩn của mình hiện tại này là do ở đâu có quý vị, là do vô minh nè, do ái nè, do nghiệp nè, do vật thực nó tạo đó. Thì cái vật thực thì nó dễ hiểu rồi quý vị, có nghĩa là cái sắc pháp của mình nó bị tươi tốt hay nó bị héo sầu gì đó là do vật thực. Mình dùng những cái vật thực nó thích hợp thì cái sắc pháp của mình nó tươi tốt đó. Còn mình dùng những cái vật thực mà nó không thích hợp thì coi như là cái sắc pháp. Dạ, quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, dạ, cảm ơn, cảm ơn quý vị. Đó, thì đối với mà chúng ta quán về cái sắc quẩn này thì chúng ta biết cái điều đầu tiên cái sắc này, cái sắc quẩn này nó được tươi tốt hay là nó héo sầu thì là do nó cũng ảnh hưởng do vật thực, đó là cái nhân ở trong hiện tại này đó. Rồi những cái sắc mà nó thuộc về những cái sắc quẩn này nè, nó cũng ảnh hưởng bởi cái gì nữa quý vị? Bởi tâm của mình. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng ta giận lên cái sắc của chúng ta nó cũng thay đổi, nó cũng thay đổi màu, nó cũng nó tím nó xanh sau đó, nhưng mà chúng ta không tả được. Thí dụ như bây giờ chúng tôi không tả được, chúng tôi thấy có người thì người ta giận lên thì coi như là môi của người ta giật giật, có người ta giận lên thì mặt nó đỏ, có người ta giận lên thì cái mặt nó xanh đó. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết được cái đối với cái sắc quẩn này có những cái sắc nó do vật thực nó tạo nên, có những cái sắc nó do tâm tạo nên, rồi có những cái sắc mà nó do thời tiết nữa, thời tiết thay đổi thì sắc pháp cũng thay đổi. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất đó là chúng ta biết được là cái sắc quẩn này nè, mắt tai mũi lưỡi, những cái phần thô này nè, những cái sắc mà do nghiệp nó tạo đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta tu tập chúng ta biết chúng ta quán xét là do vô minh, do ái, do nghiệp, do cái sự thành ra nó mới hình thành những cái sắc như vậy. Thì quý vị biết rằng tu tập về thiền quán đó, thì ở trong khi mà chúng ta có cái sự mà định vị rồi đó, có nghĩa là chúng ta có cái sự xác định rồi đó, thì chúng ta phải tu tập nó sơ cơ, giống như chúng ta bước lên từng bậc thang như vậy, chúng ta bước lên từng cái nấc thang như vậy. Thì chúng ta bước lên từng cái nấc thang là như thế nào quý vị? Có khi là chúng ta phải quán xét, có nghĩa là trong tâm của chúng ta chúng ta biết rằng là do thí dụ như chúng ta ngồi chúng ta tu tập, thì đối với những người mà người ta nhảy căng thì hãy mà những cái sắc gì mà nó sanh lên, sắc quẩn nó sanh lên là người ta ghi nhận, người ta biết sắc quẩn, thức quẩn nó sanh lên người ta ghi nhận, vân vân đó. Nhưng mà những người nào mà cái căn cơ mà chậm thì lúc đó người ta phải ghi nhận từ từ, do cái sự sanh khởi của vô minh nên sắc nghiệp nó sanh. Thành ra đó vô minh là nhân, sắc nghiệp là quả. Rồi người ta phải biết ở trong tâm của người ta, do cái sự sanh khởi của ái sắc nghiệp nó sanh khởi, vậy thì ái là nhân, sắc nghiệp là quả. Do cái sự sanh khởi của sự chấp thủ nên sắc nghiệp nó sanh khởi, vậy thì cái sự chấp thủ đó là nhân, sắc nghiệp đó là quả. Do cái sự sanh khởi của các cái hành động thành ra sắc nghiệp nó sanh khởi, vậy thì những cái hành động những cái nghiệp đó là nhân, sắc nghiệp nó là quả đó. Thì một người mà tu tập, chúng ta tu tập về thiền quán đó, thì giống như là cái người mà bước lên những cái bậc thang, mình phải đi từ từ,
Nếu mà quý vị bước một lần mà ba bốn bậc, ba bốn bậc thì coi như là chúng ta sẽ bị làm mệt, bị khó chịu ở trong người. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập về cái pháp môn thiền quán, chúng ta phải có cái sự mà quán nó từ từ. Mà chúng tôi nhớ rằng là đối với các vị trưởng lão, các vị giải thích rằng là chúng ta từ từ, nó không quá nhanh mà nó cũng không có quá chậm. Nếu mà quá chậm thì có những lúc chúng ta sẽ, nó sẽ sinh khởi cái cảm giác mà mình chán. Cũng giống như quý vị thấy rằng cái người mà tụng kinh bây giờ mà mình tụng chậm quá, mà mình nghe nhai mình kéo dài quá đó, mình kéo dài cái giọng mình đó, thì nó nghe nó cũng buồn ngủ quý vị. Mà bây giờ mình tụng nhanh quá đó thì người ta nghe không được, người ta cũng bực mình đó. Thành ra đó mình phải đi với một cái sự nó vừa thôi, nó vừa thôi. Thì tu tập về thiền quán cũng vậy, hãy mà những cái trạng thái nào mà mình quán đến, hãy những cái trạng thái nào mà chúng ta quán xét đến, thì chúng ta phải có một cái sự mà nó từ từ, nó chậm rãi. Chậm rãi này không phải là quá chậm. Ở trong cái lúc mà cái người mà người ta sơ cơ đó, thì người ta còn nói thầm, người ta còn đọc ra miệng. Còn đối với mà dần dần rồi đó, thì mình ở trong tâm của mình, mình đọc ở trong tâm của mình cũng được. Do cái sự sanh khởi của vô minh, sắc nghiệp nó sanh, do vậy mà gọi là vô minh là nhân, sắc nghiệp là quả. Cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi cũng nhớ đến những cái trước kia đó, những cái thời gian mà sư trưởng còn khỏe đó, những cái buổi chiều sư trưởng giảng những cái đề tài này ở trên chánh điện, thì lúc đó sư trưởng cũng đọc từ từ. Mà chúng tôi đến ngày nay cũng vậy, đến ngày nay chúng tôi cũng vẫn còn nhớ những cái câu kệ mà khi mà sư trưởng thiết xong cái thời pháp đó, đều có những cái câu kệ ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào mà ta tuyên bố vô tội. Đó thì ở trong lúc đó, thì thật sự ra đó, quý vị biết rằng mình nghe sư trưởng đọc từ từ đó, thì mình tưởng giống như là chắc là quên hay là không thuộc. Nhưng mà sau này để ý mình mới biết, rằng là đối với khi mà những cái pháp môn thiền quán hoặc là những cái câu kệ động tâm, thì ngài sẽ cũng như là có cái chậm chậm lại từ từ. Thành ra đó, chúng tôi khi mà nhắc đến những cái pháp môn thiền quán này đó, thì chúng tôi luôn luôn nhớ đến những cái điều đó. Đó, thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình tu tập đó, mà mình ngồi bây giờ thì thật sự ra mình chưa có đắc được cái tội nào hết. Nhưng mà mình nhớ ở trong tâm của mình, do cái sự sanh khởi của vô minh nên sắc nghiệp nó sanh. Vậy thì vô minh nó là nhân, sắc nghiệp nó là quả. Do cái sự sanh khởi của ái, sắc nghiệp nó sanh. Vậy thì ái là nhân, sắc nghiệp là quả. Do cái sự sanh khởi của sự chấp thủ, sắc nghiệp nó sanh khởi. Vậy thì chấp thủ là nhân, sắc nghiệp là quả. Thì thật sự ra quý vị, những cái câu này đó, ngày xưa chúng tôi mới cách đây chừng 7-8 năm về trước thôi, thì chiều vào những cái buổi chiều thường nghe sư trưởng vừa giảng vừa nhắc ở trên chánh điện. Mà bây giờ thì hôm nay thì giảng đến cái bài này đó, ngày trước đó, chúng tôi cũng tìm đến mình để mà chúng tôi nghe lại. Ngay cả 32 thể trược cũng vậy, từng đề mục. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ y, lúc đó mình nghĩ y chắc ngày sống lâu, thành ra mình nghĩ y mình không có ghi chép kỹ, mình không có coi kỹ lại, mà mình bây giờ thì thật sự ra cảm thấy hối tiếc. Vậy thì trở lại với cái đề tài, khi mà chúng ta tu tập đó, khi mà chúng ta quán đến sắc quẩn,
thì chúng ta biết được là những cái trường hợp nào do vô minh, do nghiệp, do ái, do thủ nó sanh, rồi chúng ta biết được là những cái nhân gần, những cái nhân gần, thí dụ như là do vật thực, cái sắc quẩn nó cũng sanh, hoặc là do tâm thì sắc quẩn này nó cũng sanh, hoặc là do thời tiết thì cái sắc quẩn này nó cũng sanh. Thì đó là chúng ta đang tu tập, chúng ta quán về sắc quẩn. Rồi đối với bốn cái danh quẩn cũng vậy, bốn cái danh quẩn cũng vậy, thì chúng tôi thường thường thì chúng tôi nhớ danh quẩn, dạ xin lỗi, sắc quẩn. Sắc quẩn thì như là chúng tôi cảm thấy rằng nó thô, nó thô mà nó có cái sự rõ rõ, rõ rõ hơn khi mà mình quán về danh. Quý vị, chúng tôi nghĩ rằng đối với danh pháp á, thì thật sự ra nó rất là nhanh, tại vì nó sanh khởi ở trong tâm. Thì nhưng mà khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta có quán về sắc pháp rồi chúng ta cũng phải quán về danh pháp, chứ không thể nào mà mình chỉ quán đơn thuần về sắc pháp. Chúng tôi nhớ có một cái đoạn nào đó trước kia chúng tôi nghe thì mình quán về sắc pháp không á, thì nó cũng không có đạt đến cái trí tuệ của thiền quán. Mà mình quán về danh pháp không á, thì nó cũng không có đạt đến cái trí tuệ thiền quán. Mà mình phải quán cả hai danh pháp và sắc pháp luôn á, thì trí tuệ của thiền quán nó mới sanh khởi. Rồi kế tiếp á, cái vị hành giả đó sau khi mà phân biệt được rồi về ngũ quẩn, cái nào là ngũ quẩn, cái nào là ngũ thủ quẩn rồi, quán về sắc quẩn rồi, thì cái vị đó cũng phải quán về bốn cái danh quẩn còn lại. Bốn cái danh quẩn còn lại á, thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thì nó cũng có cái nhân chung, nó có những cái nhân chung là nó cũng do vô minh, nó cũng do ái, nó cũng do cái sự chấp thủ, rồi nó cũng do những cái hành động, và nó cũng do cái nghiệp mà nó tạo nên. Rồi đối với cái thọ quẩn á, tưởng quẩn á, và hành quẩn á, khi mà nó muốn sanh lên á, thì lúc đó đó nó phải có cái sự mà xúc chạm, có nghĩa là những cái nhân ở trong hiện tại, là có nghĩa là căn và cảnh nó có sự tiếp xúc với nhau đó. Thì vậy thì nếu mà thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn mà muốn sanh lên á, thì trong cái nhân hiện tại nó phải có những cái sự va chạm giữa căn cảnh, căn cảnh, thì lúc đó đó thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó mới sanh khởi. Mà đối với thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn mà nó sanh khởi đó, thì thức quẩn nó cũng sanh khởi, quý vị. Tại vì đối với thức quẩn, quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó là bốn cái danh quẩn nó đồng sanh. Mà đối với thức quẩn thì nó sanh khởi thì nó cũng phải nương tựa, nó nương tựa vào sắc, nó nương tựa vào sắc đó, tâm, những cái tâm nó sanh lên nó phải nương vào cái sắc ý vật đó. Thì khi mà một người tu tập về những cái đề tài thiền quán này, khi mà chúng ta phân biệt được như vậy rồi, chúng ta phân biệt được từng chi phần, từng chi phần, và chúng ta chậm rãi, không có quá nhanh, chúng ta không có quá chậm, những cái trạng thái nào nó sanh lên thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết được những cái trạng thái đó nó là như vậy đó, thì từ từ cái chánh niệm nó sẽ phát sanh. Có nghĩa là chúng ta cứ an trú cái tâm của cái vị đó, chỉ tập trung vào ở trong cái đề mục, những cái cảm thọ, hoặc là cái vị đó chỉ tập trung vào những cái gì mà những cái trạng thái gì mà nó sanh lên. Cũng như hồi lúc đầu mà chúng tôi nói là khi mà mình ngồi mình hành thiền, mình nhớ đến một cái chuyện gì đó thì chúng ta chỉ ghi nhận đó là tưởng quẩn. Rồi chúng ta ngồi chúng ta hành thiền, chúng ta thấy một cái cảm giác đau nhức thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đó là cái trạng thái của thọ quẩn. Khi mà chúng ta ngồi chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy
chúng ta nghe được một cái mùi gì đó hoặc là một cái âm thanh gì đó, thì chúng ta ghi nhận đó là thức uẩn, nó đã biết được cái trạng thái mùi hoặc là nó nghe được cái âm thanh. Thì một người mà an trú một người mà an trú trong những cái lúc mà chúng ta tu tập như vậy, từng phút từng giây từng giờ vân vân, chúng ta an trú được như vậy đó, thì cái chánh niệm nó sẽ sanh lên. Cái chánh niệm nó sẽ sanh lên, rồi lúc đó cái chánh niệm nó sanh lên đó, thì cái vị đó sẽ quán tại sao mà có tại sao mà có những cái sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành thức hành quẩn này, là cái vị đó sẽ thấy được, sẽ thấy được. Thì nói ở đây là nói tóm tắt, nói tóm tắt. Chứ một người một cái vị hành giả đó, chúng tôi một cái vị hành giả đó khi mà tu tập đó, mà tại sao mà người ta thấy là vô minh tham ái nghiệp vân vân, sự chấp thủ mà nó sanh lên cái thân này, là do cái vị đó tu tập mới đầu là quán về sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn, cái vị đó không bị chi phối, không bị chi phối, thành ra đó cái chánh niệm của cái vị đó nó sanh lên. Mà hãy mà cái chánh niệm của vị đó sanh lên đó, là cái vị đó sẽ từ từ cái vị đó sẽ nhận thức được, biết được những cái gì nó đã xảy ra trước đây, những cái gì nó xảy ra trước đây đó, thành ra từ đó đó từ từ cái vị đó mới nhìn thấy được là mình có thân đây, mình có những cái sắc quẩn thọ quẩn này đó là do vô minh, do tham ái, do nghiệp, chứ không phải là do một cái đấng nào tạo ra hết đó. Rồi cuối cùng hiện sao quý vị? Cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là đối với cái ngũ quẩn này là nó mang cái tính, đối với cái ngũ quẩn này nó thuộc về quá khứ hay hiện tại hay ở trong tương lai, ở trong ngoài thôi. Đối với cái ngũ quẩn này thì đều là nó đều bị nằm trong, mà nằm trong cái gì? Là nằm trong khổ, là nằm trong cái sự vô ngã. Thì khi mà chúng ta biết được, chúng ta quán xét, chúng ta nhận thức được những cái điều này rồi đó, thì có đâu mà chúng ta có cái sự mà chấp thủ về cái thân này, hoặc là chúng ta chấp thủ về cái kiến thức của mình, hoặc là người ta chấp thủ về cái sự hạnh phúc. Tại vì lúc đó đó, cái vị hành giả tu tập đã nhận xét được là thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã rồi, thành ra không có còn cái sự chấp thủ nữa đó. Thì cái đó là giống như là một người mà thấy được cái nguyên nhân nó sanh, rồi khi mà cái nguyên nhân đó hết rồi nó sẽ diệt. Đây là cái tập khởi của sắc, đây là tập khởi của thọ quẩn vân vân. Rồi khi mà cái sự đoạn diệt của sắc thọ tưởng hành thức này là khi nào mà chúng ta chấm dứt được phiền não rồi, chúng ta chấm dứt được phiền não rồi, có nghĩa là chúng ta đã đoạn tận được tham sân si, chúng ta đã đoạn tận các cái lậu hoặc, thì lúc đó đó là cái sự đoạn diệt nó còn đâu nữa để mà sanh lên ngũ quẩn. Khi mà chúng ta đã đoạn diệt được vô minh tham ái, chúng ta đã đoạn diệt được tất cả cái lậu hoặc, thì còn đâu mà sắc quẩn thọ quẩn mà nó sanh lên nữa. Thành ra chúng ta có chánh niệm, chánh trí nó sanh lên để mà chúng ta đoạn trừ những cái lậu hoặc. Thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành cái gì quý vị? Chúng ta sẽ không có còn sống, không có còn chấp trước một cái vật gì ở trên đời. Là khi đó là chúng ta đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Vậy thì lúc đó chúng ta thành tựu với cái đề mục mà chúng ta tu tập về năm thủ quẩn hay là ngũ quẩn này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay, chúng con xin được trình bày với những gì mà chúng con biết được đến đây, thì cũng vừa với thời gian, nó hơi sớm tí xíu. Bữa trước thì sư phụ Tây Siêu quy định 9:15, mà bây giờ thì
9 giờ năm rồi, và cái ý của chúng con thì đến đây chúng con cũng đã chỉ biết được như đây thôi, thì mong quý ngài quý vị hoan hỷ thông cảm. Dù gì thì cũng là một cái phần phước của cái sự soạn bài và thuyết giảng, nên chúng con xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sao thu cái trình trình pháp tính bất chư tọa thầy siêu từ đó có chiếc máy và nghe được không? Nếu chư tọa thầy siêu nghe được cái trình chư tọa trả lời cho cô theo luật đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thầy siêu, thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp đăng có nghe được không? Nếu thượng học đăng đang ở trước máy xin thượng tọa học đăng hoan hỷ trả lời cho cô thái luận đầu tiên. Dạ. Thượng tọa đăng đặc biệt là ở trong Phật pháp, dù ở trong truyền thống nào cũng nhắc đến là con người là một sự cấu thành của năm uẩn. Tại sao chúng ta nhìn con người là cấu thành của năm uẩn và quan sát năm uẩn có lợi ích gì cho cái nhìn của chúng ta, cho sự tu tập của chúng ta? Xin kính thỉnh thượng tọa pháp đăng. Hello. Dạ, con Phật đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ thượng tọa giảng sư. Xin chào quý bài cô tu nữ, xin chào Phật tử. Thì khi mình Phật giáo dạy về quán quan sát về bản thân của năm uẩn thì có lợi ích gì? Thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh luân hồi tạo ra cái thân sai biệt, từ một cái người khỏe mạnh cho đến người bệnh hoạn, một cái người sống lâu cho đến người chết sớm, một người thì nhiều tật bệnh thì một người thì khỏe mạnh. Thì khi mình quan sát về cái sắc uẩn đó thì mình thấy rằng mỗi người có một cái thân sắc uẩn mà tốt như vậy thì theo lời Đức Phật mình dễ tu tập. Vì mình tu tập là khi mà thân mình khỏe mạnh, có vật thực. Thời kỳ mà Phật giáo còn đang tồn tại, không có chiến tranh, không có những cái khổ nạn, thì mình rất là dễ tu tập. Thì khi mình quan sát về sắc uẩn đó, mình thấy rằng mỗi chúng sanh có một cái thân hình, và phải nuôi dưỡng cái thân hình này rất là cực khổ. Như là Đức Phật nói rằng khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp và khó thai Phật ra đời. Chỉ có khi Đức Phật ra đời, ngài mới thuyết giảng về ngũ uẩn này, nói về danh sắc của mỗi chúng sanh, cái sự hình thành của danh sắc. Hình thành của danh sắc là do hình thành của nghiệp. Nghiệp thì được hình thành thì do ái và thủ, mình gọi là phiền não, ái thủ vô minh, ngũ và hành tạo ra cái sự luân hồi này. Và khi quan sát như vậy thì mình thấy chết đi sanh lại. Thí dụ mình sống 80 tuổi, mình có tạo những cái thiện nghiệp, nhưng mình chết đi rồi sanh để lại làm người nữa, rồi tiếp tục phải học hành, rồi tiếp tục phải phấn đấu, rồi tiếp tục phải vượt qua những cái bệnh hoạn, những cái bệnh hiểm nghèo, giặc những cái bệnh do vật thực, bệnh do tâm, bệnh do nghiệp, mà mình phải vượt qua được rất là nhiều sự khó khăn để mình được sống còn. Mình duy trì cái thân mạng này bằng rất là nhiều những cái nghề nghiệp sinh sống, nhiều cái sự chăm sóc của xã hội, nhiều cái sự ưu ái của mọi người, luôn cả cái khí hậu, cái không khí thở tốt lành, thì mình mới thấy mình mới khỏe, mình mới không có bệnh hoạn. Chứ thật sự ra thì mình thấy rằng con người của mình thì sống những cái
nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm, vật thực ô nhiễm, thì mình cũng sanh ra rất là nhiều những thứ bệnh. Như vậy rõ ràng đó, thì mình thấy rằng cái sắc uẩn mà nó được tồn tại, nó cũng làm bao nhiêu cái sự khó khăn, bao nhiêu sự khó khăn từ nhỏ, thì cái sự sống của lo lắng của cha mẹ, cho đến khi lớn lên thì mình phải có sự lo lắng của nhiều người, và có sự phấn đấu của nhiều người, và cũng có sự nỗ lực của mình, bản thân của mình, để rồi mình được sống còn. Thế như vậy thì Đức Phật ngày dạy mình cái sắc uẩn này được hình thành đó, có cái thân này đó, thì từ thân này có những cái cảm thọ, như là thân thọ khổ, thân thọ ưu, thân thọ khổ, hoặc là tâm thọ ưu, thân thọ hỷ, hoặc là thân thọ là tâm thọ tâm thân thọ lạc, hoặc tâm thọ hỷ. Thì những cảm thọ này sanh lên, thì mình cũng thấy được do những cái vật chất, do cái vật chất có những cảm thọ dễ chịu, thì như một cái vật chất mà không có đó, như đói khát, bệnh hoạn, thì những cảm giác, những cảm thọ rất là khốc liệt. Nên mình thấy những cái thời kỳ mà đói khát, giặc giã, chiến tranh, rồi lũ lụt, binh đao, thì con người phải phấn đấu để mà trụ vững, để mà tồn tại qua nhiều bao cái gian nan khổ cực đó, để mình được được có những cái cảm thọ mà tương đối là không có khổ. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi là cái sự phấn đấu nỗ lực, nhưng mà muốn thoát khỏi sự luân hồi đó càng phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa. Nên con người khi mà còn sống sống còn đó, chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu cái hiểm họa từ thuở nhỏ cho tới bây giờ, biết bao nhiêu cái chuyện mà thương đau, thì chúng cũng vậy. Khi mình quan sát được như vậy đó, mình thấy rằng sắc này nó được tồn tại đó là một cái việc nỗ lực, một cái phước báo công đức, một cái sự hỗ trợ rất là nhiều người để mình được sống còn. Trên thân mình áo quần, đồ giày dép, đồ nón, nhà cửa, đồ vật thực ăn uống, đồ nước uống, đồ thì biết biết bao nhiêu cái sự đóng góp, chứ không phải riêng bản thân mình. Chính vì điểm đó, đó nên Đức Phật nói rằng những cái cảm thọ mà không có bệnh hoạn là lúc mình dễ tu, nhưng mà khi mình bệnh hoạn rất là khó tu, đói khát rất là khó tu, rồi những cảm thọ đau đớn và bất ổn, chiến tranh lũ lụt, hoặc là luôn cả bây giờ chúng ta thấy chỉ có bệnh Covid-19 thôi mà cả thế giới này cũng đảo lộn biết bao nhiêu cái sự lo lắng trong lòng của mỗi con người chúng ta. Thì chúng ta thấy vậy, cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật này rằng nhưng mình hình thành rồi, mình muốn được cái gì, nếu mình muốn được cái sự thoát ly luân hồi đó, thì mình phải nỗ lực tu tập những cái thiện nghiệp công đức, mình tu tập cho cái tâm mình nó trong sạch, nó đừng có bị ô nhiễm bởi những cái tội lỗi của thân khẩu ý, của tham sân si. Như vậy thì Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta quan sát được cái nỗi khổ thôi, nên cái khổ đó chúng ta cần phải phải biết khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương phải xa, khổ người ghét phải gần, khổ cầu muốn không được, khổ của ngũ thủ quẩn này. Thì như vậy nên khi chúng ta thấy được những cái nỗi khổ đó, đó thì cái nỗi khổ của chúng sanh đó là cần phải biết như vậy. Nhưng mà nếu mà muốn cần phải diệt cái khổ này đó, thì biết cái tập đế là cái lòng tham, hay là cái sự tham ái trong tái sanh trong ba cõi, mình gọi là phiền não đó, được hình thành trong ba cõi, cõi dục như là 11 cõi dục, cõi sắc, 16 cõi sắc, 4 cõi vô sắc. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự quan sát của ngũ uẩn đó, cái sự hình thành, cái sự khổ cực, cái sự duy trì đời sống, nhưng mà rồi cũng mỗi người cũng phải chết đi thôi. Người thân chúng ta cũng chết đi, nên khi mà sanh ra có già bệnh và chết, phải có người thương xa, người thương chúng ta đã chết rồi xa chúng ta, rồi người ghét chúng ta phải gần vì sống trong đi, người ta đi tìm cầu vật thực đó, tìm cầu cái sự sống, tìm cầu hạnh phúc đó, họ đụng chạm với mình. Nên nhiều khi quý vị thấy trong bài kinh Đại Khổ Uẩn mà Đức Phật này nói rằng những người, ví dụ dùng những người làm mướn thì đánh lộn với người làm mướn, hay thì chúng ta thấy những cái người công nhân họ đánh lộn với nhau, những người chủ họ cũng đánh lộn với nhau, vua chúa đánh lộn với nhau,
tùy theo cái cấp độ đó mà họ xung đột lẫn nhau. Thì chính cái điều đó Đức Phật nói rằng do cái sự xung đột của cái phiền não, do cái tham sân si mà chúng sanh có sự xung đột đó. Như vậy những người ghét chúng ta cũng không thể nào xa được, vì sống trong đời mình gọi mình ghét người đó chẳng qua người đó có cái tâm bất thiện thôi, hoặc là người đó vì cái điều kiện sống, vì cái môi trường sống, vì cái sự sinh tồn của họ, họ tạo đủ bao nhiêu cái sự đau khổ cho mình. Mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình ăn uống có những chất độc đó chẳng qua vì lòng tham, vì cái lợi nhuận, vì người ta bỏ ra ít mình muốn có lời nhiều, nên người ta không có từ bỏ những cái thủ đoạn nào để người ta chiếm đoạt được cái tài sản. Và trên cái sự đau khổ của người khác, trên cái sự sống còn của người khác, thì chúng ta hiểu được như vậy. Và xưa và nay nó cũng vẫn là như vậy, bây giờ cho tới về sau này cũng là như vậy. Nên khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái thân này có, thì cái ngũ thủ uẩn mà có đó, thì nó đưa đến cái sự luân hồi hoài, cái sự đau khổ tiếp diễn trong tương lai. Bây giờ cũng vậy mà tương lai cũng vậy, sẽ không thoát khỏi, vì cái ngũ thủ uẩn mình thủ là do ái và thủ, mà mình tạo ra cái ngũ uẩn liên hồi, cứ 100 năm hay là 80 năm hay là 20 năm hay là 15 năm hay là vài ba tháng gì đó, mỗi một kiếp sống, một kiếp sống con gà, con chó, con bò, con vịt, con heo, con gà, con người, thì cái tuổi thọ tùy theo cái tuổi thọ của cái chủng loại đó. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài cũng kể qua những kiếp luân hồi của ngài, từ kiếp thú đến kiếp người đến chư thiên. Nhưng mà mỗi kiếp thì ngài nỗ lực tu tập để giác ngộ giải thoát, để thoát ly luân hồi. Và chính vì ngài làm như vậy nên ngài thoát ly luân hồi được. Nên mình thấy rằng những cái thọ đó chẳng qua họ hỷ vừa lòng mình. Có những cái thọ khổ vì đau đớn bản thân của mình có thọ ưu vì cái tâm mình muốn điều xảy ra không như ý mình thôi. Thì chính những cái cảm thọ đó thì Đức Phật nói chỉ là những cái điều kiện vật chất, khi có ăn, có uống, có mặc, có ngủ nghỉ, có thời tiết, có những cái điều kiện thuận lợi thì mình cảm thấy nó thọ hỷ, thọ lạc, là vui. Nhưng mà khi mình gặp những cái điều trắc trở, bất toại nguyện ngược trở lại đó, thì chúng ta còn khổ thôi. Thì khổ vui đó nó cứ theo cái môi trường, theo điều kiện, theo cái sự kết hợp của nhiều vật, nhiều loài mà chúng ta vui hay buồn. Thì chúng ta cứ chạy quanh quẩn trong cái sự đau khổ đó hoài. Nên khi mình quán được cái ngũ thủ uẩn đó, thì mình sẽ biết được cái hình thành nó là do tham ái. Chấm dứt của nó là niết bàn. Và muốn được chấm dứt cái sự đau khổ đó thì chúng ta phải tu Bát Chi Đạo, thì chúng ta mới diệt được cái ngũ uẩn này. Bởi cái ngũ uẩn này nó có phiền não ngũ uẩn, rồi phiền não ngũ uẩn đó, do cái tham ái trong tâm của chúng ta, cái phiền não nó dính mắc trong cái ngũ uẩn này. Khi mà chúng ta bỏ được cái phiền não đó thì chúng ta cũng còn ngũ uẩn, cái khổ của ngũ uẩn, thì sau khi mà chúng ta viên tịch niết bàn thì khổ ngũ uẩn mới hết được. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó thì là một con người dù là các bậc thánh đó, thì khi mà đã hết phiền não rồi đó thì cũng còn phải duy trì cái sự sống này, tuy rằng các ngài cũng muốn nhưng mà vì điều kiện tế độ chúng sanh rồi các ngài cũng phải đẩy bánh xe pháp để tế độ loài người, chư thiên, để cho những người có duyên giác ngộ giải thoát, cũng làm tròn cái phận sự của bậc thánh. Như vậy thì mình thấy như vậy đó, thì mình mới nghĩ rằng thật sự đó, cái sự hiểu biết về cái ngũ uẩn của tất cả chúng sanh đó, được hình thành như vậy và sẽ được chấm dứt như vậy. Khi mà không chấm vứt dứt á, thì mình thấy loài người khi đông lên á, thì có bao nhiêu cái sự xung đột, bao nhiêu cái chiến tranh nổi lên, bao nhiêu cái thảm họa sẽ xảy ra, bao nhiêu cái sự đau khổ dồn dập đến tất cả mọi người, phải gánh gồng trên trên vai của mỗi người, rồi mỗi người giết lẫn nhau, hại lẫn nhau. Thì mình nghĩ chiến tranh là chẳng qua là người này đánh người kia, đất nước này đánh đất nước kia thôi, lòng tham xung đột lẫn nhau thôi. Thì chính vì như vậy nên khi mình suy nghĩ được như vậy đó, mình thấy rằng Đức Phật ngày dạy về cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, thì ngài thấy ngài cho chúng ta biết rằng mình quan sát được ngũ uẩn đó, mình mới thấy rằng cái sự hình thành của ngũ uẩn này nó cũng là cái sự chấp thủ,
rồi cái sự dứt bỏ được chấp thủ đó, để dứt trừ được cái thủ uẩn này, thì phải phải tu tập quán xét như vậy. Mình chỉ quán xét thôi, mình để mình bớt cái lòng tham của mình, bớt cái sự si mê, để từ từ mình mới tu tập rồi mình mới dứt trừ được, chứ không phải là một ngày một bữa mình có thể dứt trừ được cái sự luân hồi. Mình hẳn tu hàng trăm trăm ngàn kiếp như vậy đó, mình mới dứt trừ được luân hồi. Và như vậy thì Đức Phật nói rằng cái việc mà nghe diệu pháp cũng là khó, rồi có thai Phật ra đời cũng là khó, rồi có thai được sống còn cũng là khó, khó thai được làm người cũng khó. Vì chúng ta thấy làm người mình ăn biết bao nhiêu con vật để mình tồn tại trong kiếp sống làm người. Nên nên chúng ta thấy rằng làm người mà chúng ta sống được đó, chúng ta ăn biết bao nhiêu vật thực. Chính cái sự ăn uống của chúng ta đó, thì biết bao nhiêu cái vật thực để chúng ta tiêu hóa, chúng ta nuôi sống bản thân của mình. Mà khi mình quán thấy được khổ như vậy đó, mình mới thấy, mình mới có khái niệm là muốn chấm dứt luân hồi. Chứ còn mình không hiểu được như vậy đó thì mình sẽ không có chấm dứt luân hồi được. Thì cái sự quán xét đó, bằng cách nghe rồi mình suy tư cái sự thật này, nghe rồi mình tu tập để mình thấy được đói khát, nóng lạnh, bệnh hoạn, những cái hiểm họa, những cái sợ hãi trong tâm của mình hoài như vậy đó. Bây giờ chỉ cần một cái con Covid nhỏ như vậy thôi mà làm tất cả mọi người bất ổn, tất cả mọi người đều sợ hãi hết, chứ không phải riêng một người nào. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nên cái sự bất ổn đó, nó đầy dẫy trong cái đời sống của chúng ta. Và mỗi người phải phải hiểu biết được như vậy mới mong thoát ly luân hồi. Thì con xin chia sẻ cái câu hỏi, cái câu số thảo luận số 1 là như vậy. Nếu có quan sát được ngũ uẩn thì có lợi ích là mình có sự nhàm chán, có sự ly tham, có sự đoạn diệt, có sự an tịnh, là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa và đăng tiếp tục được không? Sao tôi cái trường thực tập pháp đăng và thực tập từ siêu thượng tọa có ở trước máy, con nghe được không? Nếu chúng tôi được siêu cầm biết thuyết sinh, chúng tôi có thể cho biết. Dạ. Bất thư đọc được siêu, khi mà chúng ta nói về năm quận, và đặc biệt là một vị mà có trang bị nhiều pháp hành, pháp học, thì chúng ta đi vào thế giới của tư duy, của suy nghĩ và suy diễn. Nhưng năm thủ quận mà đối với chứng niệm xứ là phải đi với chánh niệm, thì làm sao mà chúng ta có thể quán sát năm thủ uẩn bằng chánh niệm mà không rơi vào, không quá lún sâu vào sự suy diễn? Xin sự tổ quan hệ cho một vài gợi ý về điểm này, kính thưa thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử. Vấn đề quán sát năm thủ uẩn bằng chánh niệm ở đây, chúng tôi chia sẻ với quý vị cách suy nghĩ của mình. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy vì phải thận trọng một chút khi mà đi vào trong pháp hành. Thì một vị có thực hành, có tu tập, thì vị đó mới có trải nghiệm. Vị đó mới có thể nói một cách chính xác về cách mà tu tập với chánh niệm. Còn khi mà chúng ta
không có tự thực hành và không có thuần thục trong cái pháp hành, thì như vậy khi mà chúng ta nói về cái sự quá sát năm thứ quẩn, chúng ta không nói bằng cái sự quan sát bằng chánh niệm, mà chúng ta chỉ nói theo cái sự suy diễn. Ở đây thưa quý vị, nói riêng về vị hành giả cũng vậy. Nếu vị hành giả tu tập, vị hành giả không có căn duyên để thực hành, bởi vì nó chỉ học, và khi mà hành thì các vị đó, vị hành giả đó lại không biết phải quan sát như thế nào, thì vị đó sẽ bị lún sâu vào cái cách là suy diễn. Cho nên cái điều này chúng ta phải hết sức thận trọng. Thì ở đây chúng tôi nghĩ về vấn đề pháp có niệm xứ nói chung, các cái đề tài ở trong pháp có niệm xứ, chẳng hạn như năm triền cái hay ngũ uẩn, thập nhị xứ, rồi thân chất chi, tứ đế, năm cái đề tài được trình bày trong pháp có niệm xứ phần lớn là nó thiên nặng về cái trí tuệ quan sát, chứ không phải giống như là thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ, là lúc đó chánh niệm nổi bật. Vì ở đây tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Thí dụ như thân quá niệm xứ hơi thở, niệm hơi thở, hơi thở đang thở ra, đang thở vào, đang thở ra, thân hành an tịnh hay là tâm hành an tịnh, vị đó biết rõ. Thì như vậy hơi thở tức là đang diễn ra. Còn như chúng ta quán thọ quán niệm xứ thì cảm thọ đang sanh, khổ lạc hoặc phi khổ phi lạc, chánh niệm ghi nhận. Tâm quán niệm xứ, tâm đang sanh khởi, có tham hay không tham được biết rõ. Thì như vậy là chánh niệm với những cái thực tại nó đang sanh. Nhưng riêng về pháp với niệm xứ đó, thì những cái đề tài mà không phải là nó đang sanh, mà là do vị đó ghi nhận từng điều nó
gần như là cái sự suy luận cho nên ở đây chúng tôi nói cái khó để trả lời cái câu hỏi này cho nó thật chính xác thì phải nói là khó, bởi vì đồng ý là trong cùng một lúc năm quẩn này nó có đang sanh có đang diệt, nhưng mà lúc này thí dụ như sắc quẩn đang sanh đang diệt, từng tế bào sắc rupa kalapa, tức là từng bọn sắc đang sanh diệt, thì lúc đó một vị hành giả phàm phu thì không thể nào mà thấy biết được cái sắc quẩn đang sanh đang diệt, hay là thọ quẩn đang sanh đang diệt, tưởng quẩn đang sanh đang diệt, hành quẩn đang sanh đang diệt, thức quẩn đang sanh đang diệt, cái đó cũng khó nắm bắt, khó biết sự việc. Nhất là bốn quẩn thọ tưởng hành thức thì nó lại đồng sanh đồng diệt. Thì bây giờ chúng ta chánh niệm ghi nhận sao đây? Cho nên phải buộc lòng là chúng ta hiểu theo cách này, bằng chánh niệm, tức là chúng ta suy nghĩ các pháp ấy một cách liên tục, không có gián đoạn, thì cái đó cũng là cái chánh niệm, cũng là cái chánh niệm. Và khi mà cái này thì không có chánh niệm được nè, là tại sao vậy? Bởi vì khi mà đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự hoại diệt của sắc, nghĩa là bị tiền theo suy tư thôi. Chúng ta chỉ còn một cái kẻ đường tơ, kẻ tóc là chúng ta suy tư bằng cái trí tư chứ không phải bằng cái trí văn. Đây là sắc. Ngay trong lúc đó vị này có chánh niệm đối với ghi nhận cái thân tứ đại này, ghi nhận cái thân tứ đại, bỏ qua thọ tưởng hình thức và chỉ ghi nhận cái thân tứ đại. Đây là sắc, sắc quẩn, đây là sắc thủ quẩn. Và nói đến sự tập khởi của sắc thủ quẩn thì ở đây chúng ta phải theo ở trong chú giải đó, thì iti rupassa sambuddhayo tiết gọi là tập khởi, như vậy là sự tập khởi của sắc, thì điều này được nói đến có nghĩa là e quan avicca samudaya diết và sena. Panchahakarena rupassa samudayo
khi mà có sự tập khởi của vô minh, hành, thức, vân vân, có sự tập khởi của vô minh cho nên sanh hành, duyên cho hành, có sự tập khởi của hành thì duyên cho thức, thức duyên danh sắc, bắt đầu danh sắc mới có ngũ uẩn đó, danh sắc mới có ngũ uẩn. Thì như vậy ở trong chú giải nói rằng là do vô minh làm tập khởi nên có sắc, thì vô minh đó, vô minh hành thức đó là tập khởi của sắc. Rồi như iti rupasa athangamuti, đây là sự quả diệt của sắc, sắc quẩn. Thì câu này có nghĩa là e quan avicca nirodha di vasena, chữ a di vasena là vân vân, a di là vân vân. Thì do diệt vô minh nên hành diệt, do hành diệt trên sắc, thức diệt trên sắc diệt, danh sắc lục dập diệt, thì như vậy đó gọi là cái sự ngoại diệt của sắc. Thì ba vấn đề mà suy tư của vị tỳ kheo hành giả về sắc thọ tưởng hành thức đó, là mỗi một thứ sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn đều phải suy tư theo ba cách. Đây là sắc iti rupam, đây là tập khởi của sắc iti rupasasamudayo, đây là sự đoạn diệt, cái sự hoại diệt của sắc iti rupasasathangamu. Thì ở ba khía cạnh đó nó đều có tính chất là vị đó suy tư, nó không phải là cái sự suy diễn. Suy diễn có nghĩa là chúng ta vẽ vời thêm, chúng ta đoán ra, còn ở đây có nghĩa là chúng ta sự suy tư, nghĩa là chúng ta nhớ biết, hướng tâm đến cái sự việc đó là như vậy. Thì chính cái chỗ này mà nếu có cái tánh cách liên tục, không bị gián đoạn và không bị phóng tập, ở suy nghĩ một chút, suy tư một chút, rồi chúng ta bị phóng tập quên đi, rồi chút xíu nữa là chúng ta mới suy tư tiếp, suy tư trở lại, thì trong trường hợp này thì gọi là bị thất niệm. Còn nếu mà suy tư liên tục đó, thì như vậy gọi là có chánh niệm. Chúng ta chỉ nên hiểu theo cái cách đó thôi, chứ còn nếu mà gọi là có chánh niệm giống như là chánh niệm hơi thở đó, thì thưa vị, pháp quán niệm xứ không phải chánh niệm hơi thở được. Bởi vì hơi thở chỉ cần chú ý tác ý hơi thở ra biết rõ, hơi thở vào biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra ngắn biết rõ, hơi thở vô ngắn biết rõ, vân vân. Thì cái đó là niệm rõ rồi. Còn khi mà pháp quán niệm xứ các cái đề tài này, bởi vì Đức Phật dạy có sự suy tư, về
tướng, suy tư về tập khởi của pháp ấy, suy tư về sự hoại diệt của pháp ấy, thì cái này là Đức Phật này dùng cái tiếng gọi là suy tư, chứ không có nói đến như Pachana tí xài theo cái thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ. Cái vấn đề này thì nó hơi có vấn đề một chút, quý vị chú ý. Đối với thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ thì Pachana tí, còn khi mà nói đến pháp quá niệm xứ thì ở đây không phải là Pachana tí, pháp quá niệm xứ. Cái chỗ này thì thưa quý vị, chúng tôi chỉ gợi ý để chúng ta suy nghĩ và chúng ta nhận biết trong cái việc tu tập đó thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ hai mà thượng đẳng vừa nêu như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái đức thì tọa thầy siêu, thì tọa thầy quyền, thì tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thì tọa thầy quyền, thì tọa có, thì tôi trả lời là khi chúng ta quán sát năm uẩn thì sắc thọ tưởng hành thức, sự tập khởi là sanh và sự hoại diệt là diệt, nó có sanh có diệt. Nhưng mà khi mà chúng ta quán sát thọ tưởng hành thức, cái gì mà chúng ta có thể, những gì có thể và những gì không có thể can thiệp vào sự sanh diệt đó, chúng ta chuẩn bị có thể cho biết một vài cảm nhận chúng ta, cái thứ chúng ta. Nam mô Bổn Thầy, Giá Nam mô Ma, Giá Nam mô Sanh Khai, những việc rồi thì chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Còn kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thiền Siêu Thành Thầy Nhật Đăng, đăng Phật Đăng Phật Tân. Nên tâm hành đến Đức Phật tính, để Đức Tự Chi sư quan tâm cùng sẽ tăng đang hiện diện. Anh chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử, và con hỏi rằng những gì có thể và không thể để can thiệp vào sự tập khởi và sự hoại diệt của các quẩn. À, nếu như mà những gì mà nó không có thể can thiệp vào của các quẩn, thì kính thưa quý vị, các quẩn nó dựa trên một cái, nếu như chúng ta nói sự hình thành và phát triển hay là cái sự sanh và sự diệt của quẩn đó, thì nó phải được sự nối tiếp của một là một chúng sinh. Mà khi mà là một chúng sinh còn tồn tại thì khi đó cái quẩn nó còn hiện hữu. Ở đây khi chúng ta chấm dứt niết bàn, cái sự không còn một cái vụ quẩn nó sanh và nó diệt nữa, chúng ta đã niết bàn. Đây là một cái điều mà chúng ta cần nhớ, bởi vì niết bàn là chỉ là một trạng thái tịch tịch phẳng lặng thôi.
nó không còn hiện hữu của ngũ uẩn. Bởi vì hiện hữu ngũ uẩn thì ở đó chúng ta phải bị cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Đây cũng là một điều mà sở dĩ mà trong kinh Phật Giáo Nguyên Thủy không có nói đến cảnh giới của Tây Phương, không có chấp nhận cảnh giới Tây Phương. Bởi nơi đó có tiếng chim reo, xin lỗi, có tiếng chim hót, có tiếng suối reo, coi như được nghe như nhạc trời, và chúng ta sống ở đó, sống chỉ thụ hưởng ở cảnh đó. Thì kính thưa quý vị, nếu mà có một cái cõi Tây Phương đó, tức là ở đó, cõi giới đó phải có cái sự sanh tới đó, và cái sự sanh tới đó thì phải có sự diệt tới đó. Còn ở đây Niết Bàn là một trạng thái tịch tịnh, rằng khi đó thì toàn bộ tập khởi của các quẩn đã được đoạn diệt và cũng không còn sanh khởi nữa, không thể can thiệp. Và đó là thứ nhất, không thể can thiệp, và những gì có thể can thiệp vào cái sự tập khởi và sự hoại diệt của các quẩn thì đó chính là năm quẩn có thể. Còn năm quẩn thì hay hoặc là còn hiện hữu thì cái sự tập khởi và cái sự hoại diệt của các quẩn nó còn, mà không thể can thiệp được trong sự tập khởi và sự hoại diệt của các quẩn thì chỉ có Niết Bàn thôi. Nên là nếu nói theo tinh thần của chi pháp, xin nhắc lại, có thể can thiệp vào sự tập khởi và sự hoại diệt của các quẩn, đó chính là năm quẩn, hay hoặc là các quẩn hiện hữu. Các quẩn hiện hữu ở đây ở cõi nhất quẩn, ở cõi tứ danh quẩn, và ở cõi đó là ở cõi tứ danh quẩn, hoặc ở cõi ngũ quẩn, thì là có thể có sự tập khởi và có cái sự sự sanh sự diệt của các quẩn. Còn Niết Bàn thì nó vượt ngoài cái trạng thái của tập khởi và trạng thái hoại diệt của các quẩn. Thì ở đó chính là một điều mà tất cả chúng ta biết là Niết Bàn chỉ là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, một cái sự không còn sanh khởi của các quẩn. Bởi vì các quẩn còn sanh thế là còn già chết sầu bi khổ ô não và có sự hoại diệt, cho nên vì vậy không có sự can thiệp. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc hay hoặc là không đúng với cái ý của câu hỏi thì không kính ông thánh thượng tọa bổ túc cho được hoàn lại. Nhà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chào thú kinh trình truyền đọc thân quyền. Quý vị còn vài giây phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp lời của Chư Tăng để góp phần thêm vào buổi thảo luận này. Trước nhất, chúng ta nên có cái định nghĩa giữa chánh niệm và sự suy tư hay là suy diễn. Chánh niệm thì đòi hỏi cái gì đang thực sự xảy ra, và như vậy chánh niệm nghĩa là ghi nhận cái gì đang thực sự xảy ra hay là vừa mới xảy ra. Ví dụ như là một người nhớ về chuyện của 10 năm trước và nghĩ về sự vô thường đã xảy ra trong 5-7 năm trước, cái đó cũng là quán về vô thường, nhưng mà không phải là quán bằng chánh niệm. Quán bằng chánh niệm là bây giờ mình đến gặp một người nào đó, mình phải mang mặt nạ, phải mang khẩu trang. Tại sao mang khẩu trang? Thì bệnh dịch đang xảy ra. Mình nhớ là trước kia không có, mà bây giờ phải mang khẩu trang, đó là vô thường. Cái gì xảy ra bây giờ mà nó khác với ngày trước đó, thì chúng ta thấy nó là vô thường, thì cái đó là chánh niệm. Và thứ hai nữa là cái gì đang xảy ra nghĩa là nó có thật, chứ không phải là chúng ta suy tư. Ví dụ như chúng ta nghĩ về sự vô thường qua một câu thơ, qua một bản nhạc, thì cái đó không gọi là chánh niệm.
thì tín niệm là cái gì đang hiện khởi. Dĩ nhiên là chúng ta không nắm bắt toàn bộ, nhưng mà chúng ta phải có được cái cái lĩnh biết ta là cái tướng và cái hiện tướng, qua hiện tướng mình nắm bắt. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là ở Mỹ này người ta có thuê những công ty tư vấn để về xem xét cái tình hình của cái hiện tình của trong công ty như thế nào. Ví dụ như hãng Starbucks, hãng chuyên bán về cà phê, họ thuê một công ty tư vấn thì công ty tư vấn họ sẽ rải ra một số người đi quan sát. Những người quan sát này họ đến quán cà phê của Starbucks và thưa quý vị, họ sẽ nhìn cái cách mà khách hàng vào và khách hàng mất bao lâu để mua một ly cà phê. Và rồi nếu có vấn đề khách hàng than phiền thì những người nhân viên có được huấn luyện để giải quyết những lời than phiền đó hay không, và giải quyết như thế nào, bằng cách nào. Thì chỉ qua một vài điều đó họ có thể ghi nhận cái cách quản trị của Starbucks. Ví dụ như vậy là lúc mà nhiều người đang đứng xếp hàng mua cà phê, mà một ly cà phê mà ở trong có bao nhiêu nhân viên làm việc, và một ly cà phê làm ra tính phải mất bao nhiêu phút mới có được cái ly cà phê, thì điều đó nó liên quan một phần đến vấn đề management, vấn đề quản trị. Hay hoặc giả là khách hàng họ nói rằng cái ly này nó ngọt quá, hay ly cà phê này nó lạt quá, và nhân viên viên giải quyết thế nào. Cái cách giải quyết đó nó liên quan đến cái sự huấn luyện nhân viên. Thì chúng ta không thể là nói rằng chỉ một vài giây phút mà bước vào trong một cửa tiệm mà để có thể thấy được tất cả cái ngành quản trị của công ty. Nhưng mà qua một vài cái trường hợp thăm dò có mặt tại chỗ, người ta có thể nhận ra được à, đằng sau đó là một quá trình huấn luyện, đằng sau đó là một hệ thống quản trị, đằng sau đó, đó là một cách kiểm soát cái hiệu năng, cái năng suất của công ty. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có 5 cái nhóm kết cấu thành cuộc sống. Đó là tất cả những gì thuộc về vật chất hay là thân của chúng ta, cái thuộc về bị cảm thọ và thọ quẩn, cái gì thuộc về kinh nghiệm về ký tính và tưởng quẩn, cái gì thuộc về cái chủ trương hành động hành quẩn, cái gì thuộc về giác quan và lập tức quẩn. Thì thưa quý vị, khi hành giả tu tập chánh niệm với năm pháp này đó, thì thứ nhất là hành giả cần được hướng dẫn rõ thế nào là quẩn, thế nào sắc, thế nào thọ, thế nào tưởng, thế nào hành, thế nào thức, và thế nào là sự sanh và thế nào sự diệt của các quẩn. Dạ, chỉ tập khởi được. Giả sử như bây giờ mình sáng nay thức dậy, tâm mình đang bình thường, bỗng nhiên mình nghe một cái tin tức gì đó, cái buồn nó đến, thì hành giả sẽ mau mắn nhận ra rằng cái nỗi buồn hồi nãy không có, bây giờ có là sanh. Nhưng mà lát nữa khi mà nghe một vài tin tức gì khác, cái nỗi buồn nó tan biến, hành giả biết đó là gì. Yeah. Cái sanh và cái diệt đó không cần phải giải thích xa, không cần phải đi nhiều, nhưng mà hiểu rằng à, đã có sự xuất hiện của một cảm thọ và cảm thọ đó biến mất. Nó cũng tương tự như vậy. Khi mà hành giả thấy được là mình ngồi ở trong tư thế ngồi, một chút của mình lại muốn đứng, muốn đi, thì như vậy là có một sự chuyển đổi, dịch chuyển của thân. Và hành giả chỉ ghi nhận sự dịch chuyển đó, đó là có cái bắt đầu và có cái kết. Thì cái sự nhìn thấy sanh và diệt ở trong sắc, ở trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức, nó sẽ khiến cho hành giả lâu ngày nhận ra được rằng cuộc sống là một cái diễn trình, là một cái tiến trình tiếp nối của những cái sanh diệt. Và cái nào lớn, cái nào rõ, hành giả ghi nhận điều đó. Như mình đang ngồi thiền, nghe một tiếng động lớn, thì thay vì lo lắng không biết chuyện xảy ra, mình ghi nhận đó là âm thanh. Và âm thanh hiện khởi và âm thanh biến mất, cái sanh và cái diệt của âm thanh. Thì nếu chúng ta nhận ra cái nghe đó,
thì cái nghe đó thuộc về thính giác hay là bị thức quẩn. Chúng ta nhớ như vậy là chúng ta học rất rõ, hiểu rất rõ về năm quẩn, nhưng mà bằng chánh niệm thì chúng ta sẽ ghi nhận cái gì đang xảy ra hay là vừa xảy ra. Dạ. Chúng tôi nói theo tiếng văn phạm anh ngữ ấy, tức là một quá khứ có thể là quá khứ hoàn thành hay quá khứ tiếp diễn. Quá khứ hoàn thành tức là cái gì vừa xảy ra mà diệt rồi, còn quá khứ tiếp diễn là cái gì vừa mới xảy ra nhưng mà vẫn còn đang tiếp diễn, ví dụ như vậy. Dạ. Nhưng mà đặc biệt chánh niệm là phải bám sát với thực tại, chứ không phải là đem cái chuyện đã xảy ra hôm qua, tháng trước, ngày trước. Bởi vì quý vị thấy một cái người mà không có tu tập chánh niệm á, họ thường kể lể và kể lể rất nhiều những cái chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của họ. Nhưng một người mà có tu tập chánh niệm á, thì họ thường bám sát với thực tại cái gì đang xảy ra. Ở trong rất nhiều thứ mà đang xảy ra đó, thì cái gì rõ nét, cái gì đậm nét nhất thì họ ghi nhận cái đó. Thí dụ bỗng nhiên mình bị kẹt cái ngón tay, một cánh cửa đau quá, thì điểm đầu tiên hành giả ghi nhận là cảm giác, một cái cảm thọ khổ của thân đang sanh khởi. Hồi nãy không có, bây giờ có, đó là sanh khởi, đâu khởi sanh khởi. Và cho đến khi mà mình chích thuốc hay làm gì đó, vì nó biến mất, bây giờ mình thấy cái cảm thọ hồi nãy có, bây giờ không có là gì, và thấy cái sanh diệt đó. Thì thứ gì ban đầu đó, chúng ta phải bắt đầu từ lớn. Chúng lấy ví dụ bạn rất lớn là như vậy là mình bị đứt ngón tay, từ lúc mà bị đứt rồi máu chảy đau nhức cho đến lúc mà mình thoa thuốc, mình uống thuốc giảm đau vân vân cho hết đau, thì đó là một cái, nó có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Những cái bạn lớn như vậy á, được hành giả ý thức một cách miên mật, ý thức trọn vẹn. Nhưng mà trong những cái mảng rất lớn đó, thì nó vẫn còn, nó chúng lấy chúng ta nhìn kỹ thì nó có những cái nhỏ nhỏ. Và ví dụ như là lúc mà vừa mới bị đứt tay, mình giật mình, máu chảy ra thì không có đau lắm, nhưng mà nó chảy ra một hồi bắt đầu nó sưng lên cũng đau. Thì trong nguyên cả một quá trình đó, nó có những cái li chi, và nếu chánh niệm của chúng ta đủ rõ, cái chánh niệm đủ mạnh đó, thì chúng ta thấy những li chi đó. Các vị tiền sư hay thí dụ như vậy là khi mà mình ngồi nhìn trời mưa, có những cái bong bóng nước ở trước cái hiên mái nhà, nước trên mái nhà đổ xuống tạo thành những cụm nước và nó tạo thành những bong bóng nước. Nếu chúng nhìn thoáng qua đó, thì chúng ta chỉ thấy rằng hồi nãy trời không có mưa, không có bọt nước, bây giờ có bọt nước. Nhưng mà nếu chúng ta đến gần mình nhìn rất kỹ đó, khi nào mình quan sát kỹ sẽ thấy rằng những cái bọt nước đó, bong bóng nước đó, nó không có đứng yên, mà cái này nó hiện lên nó vỡ rồi nó sanh cái khác, cái này hiện lên nó vỡ sanh cái khác. Cái mà xuất hiện và tan biến, xuất hiện và tan biến, cái tình trạng đó ở trong ngôn ngữ chúng ta gọi là đắp đổi. Đắp đổi có nghĩa là cái này nó chợt hiện ra và trong lúc đó có những cái khác biến mất, rồi cái sanh và cái diệt. Thì cuộc sống chúng ta là một sự đắp đổi liên hồi. Cái sự đắp đổi liên hồi đó nó chỉ có thể được thấy rõ khi nào chúng ta có chánh niệm, mà chánh niệm đó phải rõ. Một vị hành giả mà mới vào trong trường thiền, thì vị hành giả đó chỉ có một cái ý thức từng cái mảng lớn. Ngày hôm nay mình thấy mình phấn khởi, ngày hôm nay mình cảm thấy mình buồn, ngày hôm nay mình đi khất thực cảm thấy an lạc, hôm nay đi khất thực không cảm thấy an lạc. Đó là những bản rất lớn. Cái bản rất lớn này chúng ta nói là cái nhìn chung chung, hay cái nhìn đại loại đó, cái chung chung nó như vậy. Nhưng một khi mà cái chánh niệm chúng ta dần dà nó có được quân tập tốt, chánh niệm chúng ta đủ mạnh đủ rõ rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng sắc thọ tưởng hành thức nó đắp đổi, cái sanh diệt đắp đổi liên tục. Từng trong một giờ ngồi thiền, từng trong từng hơi thở. Và mình thấy rằng có những cảm thọ nó đến rất là nhanh và nó ra đi cũng rất là nhanh. Thí dụ như là mình đang ngồi, bỗng nhiên có cái trạng thái gì nó ngứa như ai bị chích, như con mũi chích mình chẳng hạn. Và nếu mình để ý kỹ, thì khi con mũi chích vào cái đau, nó hiện khởi lên.
và nó biến mất cũng rất nhanh, chứ không phải cái đau nó hoài. Thông thường con mũi nó chích mình nó đau mà nó làm cho chúng ta khó chịu hoài đó là do cái phản ứng tâm lý sau đó. Hơi thở cũng vậy, ban đầu mình nhìn thấy hơi thở đó nó là những mảng rất lớn và nó làm cho chúng ta bối rối, nhưng mà cứ chậm rãi, cứ tự nhiên, cứ tiếp tục, dần dà chúng ta sẽ quen, dần dà chúng ta sẽ thoải mái. Chúng tôi có nhớ một cái cô Phật tử đến chùa nhờ cô làm công việc thư ký, thì cô cũng kể kinh nghiệm rằng mấy lần đầu tiên mà cô đến làm thư ký cho chùa đó, cô cảm thấy bối rối và mình đang viết biên lai cho người này thì người kia đến xin được ghi cái giấy để cầu ăn cầu siêu, rồi có người lại đến hỏi chuyện này hỏi chuyện khác, và cô mới làm được hai bữa cô nói chắc cô xin nghỉ cô không làm. Thì cũng may cho cô là có một cái cô Phật tử lớn tuổi mà đã từng làm trước kia, thì cô này nghe nói về cô cười, cô nói rằng cái chuyện đó không quen, theo khi mà mình quen rồi thấy nó bình thường rồi. Mà hỏi thật cô ráng làm thêm một thời gian nữa thì sau này cô thấy thật ra ở chùa cái chuyện làm thư ký không có lớn, nó không có nặng. Và một cái thí dụ nữa là ở bên Mỹ họ có một cách làm việc gọi là di truyền, hay gọi là assembly, rắp nối di truyền, như là một cái bộ phận của một cái máy gì đó, thì không phải một người mà ráp nguyên tất cả 5-7 bộ, mà trong cái hệ thống ráp di truyền mỗi người chỉ ráp một bộ phận thôi, một bộ phận nhỏ. Và khi mà cái đó nó chạy đến gặp mình, mình ráp rồi mình cho nó chạy qua để cho người người kế tiếp họ ráp. Thì những người mới vào làm việc á, thứ nhất là ngồi quá lâu và có khi ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, thứ hai nữa là cái đó đi quá nhanh làm cho mình cảm thấy nó bị dồn cục, mình làm không kịp, và cái thứ ba đó là mình bị áp lực tinh thần liên tục. Có nhiều người thú vị mới qua Mỹ đi làm việc assembly, làm việc assembly trong hãng khóc, về khóc tại vì cực quá. Nhưng mà như vậy những người bạn khác nói là ồ hồi trước tôi mới vô tôi cũng làm như vậy, nhưng mà bây giờ là quen rồi thì mình làm nhanh tay, thấy cái gì mình làm thành thạo rồi nó mau lắm, mau thoải mái. Thậm chí có nhiều khi là mình làm hết rồi mà cái ở trước mình nó chưa đến, tức là mình có duyên gì giờ, thì cái cách đó nó cũng giống như đi tránh điện. Tất cả chúng ta đều sẽ rất là lúng túng khi mà mình tập quán sát về năm uẩn, hay là quán sát về thân thọ tâm pháp, hay là quán sát về thân tâm. Chúng ta luôn luôn lúng túng ở giai đoạn đầu, và chẳng những cái lúng túng đó nó còn đi một thứ là nó không rõ ràng, cho đến khi nào chúng ta cứ tiếp tục và tiếp tục, đó là cái chìa khóa, không bao giờ bỏ cuộc. Và một khi mà chúng ta tiếp tục, chúng ta dần dà thành thạo rồi đó, chúng ta sẽ có cái trách nhiệm nhanh hơn, bén nhạy hơn, rõ ràng hơn, và đồng thời chúng ta phân biệt sự khác biệt, khác biệt giữa cái sanh và cái diệt, khác biệt giữa sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng mà phải mất thời gian. Và nhớ một điều rằng cái khác biệt giữa chánh niệm và suy tư đó, là chúng ta suy tư có thể chuyện đông nam tây bắc, chuyện kim cổ, chuyện quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà chánh niệm đòi hỏi là quan sát những gì vừa xảy ra, đang xảy ra ở đây và bây giờ. Nếu chúng ta rời khỏi cái ý niệm ở đây và bây giờ đó, thì chúng ta sẽ bị lọt vào vấn đề suy diệt. Chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm đó. Thành ra năm uẩn đang hiện hữu có, nhưng mà mắc ở bốn chốt nào, thì cái đó là cái khéo của mỗi hành giả. Ngài Thanh Cha ngài từng nói rằng một cái tấm vải, một cái y, mình chỉ cần nắm một góc mình có thể kéo nguyên cả cái y. Chúng ta chỉ nắm được cái thực tại này thì chúng ta hiểu trọn vẹn được tâm uẩn. Chúng ta cần phải suy niệm chuyện xảy ra hôm qua, hôm trước, vân vân, nhưng mà nắm bắt thực tại, tiếp xúc với thực tại, ghi nhận thực tại không phải là chuyện đơn giản, nó cần rất là nhiều kinh nghiệm bản thân của mỗi người. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính xin chư vị giảng sư đã hoàn tất lời thuyết giảng đến lễ kính này. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Sa thú lành thai, con Thanh Thủy. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng vi ẩn
giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học, hầu đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân. Đồng thức chúng, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều rung Phật Pháp Bút Tháp Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Giả. Dạ.